Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 3276, dễ cây lập công 1. Ngươi láo xược, thật sự là ăn nói ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng. Vô chi, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng, thuần phục vài con thánh thú liền vô địch thiên hạ. Lúc hai người chiến đấu, từ Hạ Táo Lâu đi ra không ít dị linh tộc, giờ phút này nghe nói như thế, tất cả đều tức đến khuôn mặt phát xanh, lên tiếng hét lớn. Đám người này, chừng hơn 30 vị, thực lực tương đương bột nguyên cũng có 6 cái nhiều, Trương Huyền trước mắt này, coi như thuần phục 5 thánh thú bất hủ cảnh đại viên mãn, muốn một người vượt qua bọn họ, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Cãi lộn vô dụng, dám ứng chiến, liền lấy ra bảo vật làm tiền đặt cược, ta cũng lấy thiên phù xem như cá cược. Thực lực là so ra, không phải mắng ra. Trương Huyền thản nhiên nói. Rất nhiều dị linh tộc, tất cả đều tức đến sắc mặt phát xanh. Đối phương nói không sai, thực lực là so ra, ở đây nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Cho các ngươi 10 phút thời gian cân nhắc, ta trước đi ngủ một giấc, so hay không so, tùy thời phụng bồi. Không thèm để ý đối phương, Trương Huyền lần nữa duỗi lưng một cái, quay trở về. Tộc trưởng quá lợi hại. Một người đè nhiều dị linh tộc nói không ra lời như vậy, đây mới là khí độ của danh sư nên có. Rất nhiều tu luyện giả trong Xuân Noãn Lâu lần nữa nhìn tới, từng cái tràn đầy bội phục. Tuy có cổ thánh tọa chấn, đối phương không dám làm gì nhóm người mình, nhưng thế lực dị linh tộc ở đây rõ ràng mạnh hơn nhân tộc, vì lẽ đó bọn họ đều là bị động tiếp nhận khiêu chiến, nghĩ không ra vị tộc trưởng này, vừa xuất hiện liền biểu hiện ra thực lực nghiền ép. Trương Huyền đúng không, tại hạ Bột Phong, nguyện ý đánh với ngươi một trận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn không có đi trở về Xuân Noãn Lâu, một dị linh tộc đi ra, chính là một trong 6 vị bất hủ cảnh đại viên mãn còn lại. Tiền đánh cược là cái gì? Thấy có người đưa đồ ăn, vẻ mặt Trương Huyền vui vẻ. Ta chỉ có một kiện đại thánh chí bảo, thua có thể cho ngươi, thắng, ta cũng không cần truyền thế thiên phù, chỉ cần 3 danh ngạch theo vào đại thành điện. Bột Phong nói, danh ngạch, Trương Huyền hơi nghi hoặc, một cái truyền thế thiên phù, có thể kéo 10 người đi vào đại thành điện, đây cũng là ta đi tới nơi này mới biết. Hưng Kiếm Thánh nói, a hát, Trương Huyền gật đầu, phân người 3 cái cũng không sao, ta đồng ý. Phân cho đối phương 3 cái không có gì, cùng lắm thì sau khi đi vào đại thành điện, nghĩ biện pháp giết là được. Cổ Thánh không vào khổng miếu được, liền không có năng lực can thiệp tình huống bên trong. Chết mấy người, cực kỳ bình thường. 5 con thánh thú này, mặc dù là thú sủng của ngươi, nhưng để bọn chúng vây công, không thể hiển lộ rõ ràng thực lực cá nhân, ta khiêu chiến là ngươi, không phải thánh thú, thân là danh sư, có dám vứt bỏ thú sủng đánh với ta một trận hay không? Thấy hắn đồng ý, Bột Phong khẽ nói. Ngươi ý tứ là không cho ta sử dụng thú sủng. Trương Huyền mỉm cười nhìn qua. Không sai, có dám không dựa vào thánh thú. Chỉ bằng vào thực lực của mình cùng ta chiến đấu một trận hay không, thật muốn như vậy, thua, ta cũng vui lòng phục tùng. Bột Phong nói, để ta không dùng thú sủng cũng được, nhưng phải thêm một cái đại thánh chí bảo. Trương Huyền nói, lại thêm một cái. Bột Phong nhíu mày, chần chờ một chút, cổ tay khẽ đảo, một viên linh thạch màu huyết hồng xuất hiện ở phía trước. Đại thánh chí bảo, ta đã không còn, có điều viên thánh huyết linh thạch này. Là tinh huyết của thánh thú bất hủ cảnh đại viên mãn tẩm bổ thành, ẩn chứa toàn bộ lực lượng của loại cường giả này, dùng để tu luyện, linh khí nồng đậm, mặc dù so ra kém đại thánh chí bảo, nhưng cũng không kém quá nhiều, ngươi nhìn có thể thay thế hay không? Trương Huyền nhìn sang, quả nhiên cảm nhận được trên tảng đá tản ra linh khí nồng nặc, giống như thực chất. Dùng để tu luyện, quả thực có thể nhanh chóng tiến bộ, đối với hắn có trợ giúp không nhỏ. Thành giao. Chương 3277, dễ cây lập công 2. Trương Huyền liền vội vàng gật đầu. Đại thánh chí bảo, nói thật, hắn có rất nhiều, nhiều hơn nữa cũng vô dụng, thật muốn nói tác dụng, khả năng còn không bằng khối linh thạch này. Vậy thì bắt đầu, cổ thánh nhân tộc các ngươi, cùng cổ thánh tộc ta có thể làm chứng, lần tỷ đấu này, không thể sử dụng thú sủng. Bột Phong còn có chút không yên lòng, cất cao giọng nói. Tuy không biết cổ thánh trốn ở nơi nào. Nhưng nói như vậy, tương đương với lập xuống quy củ, bất kỳ người nào cũng không dám vi phạm. Yên tâm, đã đồng ý ngươi, tự nhiên sẽ không dùng. Bàn tay chảo một cái, thu rất nhiều thánh thú vào không gian gấp, vẻ mặt Trương Huyền bình tĩnh. Ta tin tưởng danh sư sẽ nhất ngôn cửu đỉnh. Bột Phong gật đầu, tiến về phía trước một bước, hít sâu một hơi,
binh khí trong tay thả ra hào quang chói sáng. Là một chuôi Hàn Nguyệt Câu, đạt đến đại thánh cấp, trong vũ khí cá cược chính là cái này. Tộc trưởng, cẩn thận. Thấy bất hủ cảnh viên mãn cường giả lấy ra vũ khí đại thánh cấp, một vị thái thượng trưởng lão có chút lo lắng hô lên. Vị tộc trưởng này không sử dụng thánh thú mà nói, cũng chỉ là kim thân cảnh đỉnh phong, cùng đối phương chênh lệch hai đại cấp bậc. Thực lực chênh lệch lớn như thế, thật sự có thể chiến thắng sao? Ha ha! Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng đi tới, một cái rễ cây xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Yên tâm, ta nói không dùng thánh thú thì sẽ không dùng, bất quá ta không có đại thánh chí bảo quá lợi hại, cái rễ cây này, là trong lúc vô tình lấy được, trình độ cứng cáp không tệ, hẳn là có thể sử dụng chứ. Rễ cây. Xác định trong tay đối phương đích thật là rễ cây, lúc này Bột Phong mới gật đầu. Đương nhiên có thể. Chỉ cần không sử dụng thú sủng, coi như đối phương sử dụng đại thánh chí bảo, đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn, huống chi chỉ là rễ cây thoạt nhìn không có gì đặc thù. Vậy là tốt rồi, tiểu căn căn, phía dưới liền dựa vào ngươi. Trương Huyền gật đầu, tiện tay ném đi. Vâng. Trong rễ cây lập tức tản mát ra một đạo ý niệm, đi tới bầu trời trên đầu Bột Phong. Giả thần giả quỷ. Không nghĩ tới một cái rễ cây còn có thể nói chuyện, con mắt lập tức híp lại, Hàn Nguyệt Câu trong tay Bột Phong nhẹ nhàng run lên, nhất thời đâm tới. Tê lạp. Không gian rung chuyển, bất hủ cảnh đại viên mãn phối hợp đại thánh chí bảo lợi hại, thi triển ra lực lượng khiến người ta run sợ. Hô. Hàn Nguyệt Câu còn chưa tới trước mặt rễ cây, liền cảm thấy không gian trước mắt lay động, sau một khắc, giống như rơi vào trong sa mạc. Ngay sau đó một gốc đại thụ che trời xuất hiện ở trước mắt, gió nhẹ phiêu động, từng mảnh lông tơ như hoa tuyết, bao phủ hắn ở bên trong. Đây là cái gì? Đồng tử của Bột Phong co rụt lại, không khỏi la lên, cảm thấy lông tơ bay vào cổ họng. Ngay sau đó, thân thể cứng đờ, giống như bị giam cầm một nửa, không thể động đậy. Xảy ra chuyện gì? Đây là vũ khí gì? Không nghĩ tới cái rễ cây này trực tiếp làm ra một mảng lớn sa mạc. Tất cả mọi người đều có chút choáng váng, phản ứng không kịp. Bột Phong, hẳn là ảo giác, nghĩ biện pháp phá vỡ là được. Trong dị linh tộc, một vị cường giả hô. Được. Bột Phong giãy giụa hô một câu, thanh âm còn không có kết thúc, toàn thân đột nhiên co lại. Rầm rầm. Trong nháy mắt biến thành một đống cát vàng, vung xuống đất, không có lưu lại một chút dấu vết. Bốn phía lặng ngắt như tờ. Chương 3278, cổ thánh xuất hiện một. Hô! Rễ cây nhẹ nhàng nhoáng một cái, cát vàng biến mất, bốn phía lần nữa khôi phục, hình như chuyện lúc trước phát sinh ở trong mộng cảnh. Chỉ bất quá, Bột Phong lại hoàn toàn biến mất, cũng tìm không được nữa. Bột Phong chết rồi. Khí tức linh hồn của hắn không còn, thân thể biến thành cát vàng. Cái này, làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều dị linh tộc, tất cả đều run lên. Tuy tận mắt thấy, vẫn như cũ khó tin. Thực lực của Bột Phong, đơn đả độc đấu, ở trong bọn họ tuyệt đối là cao nhất, loại thực lực này, vừa đối mặt liền biến thành cát vàng, ngay cả năng lực phản ứng cũng không có. Cái rễ cây này, đến cùng là cái gì? Làm sao sẽ khủng bố như thế? Không chỉ mọi người biểu tình như vậy, Hưng Mộng Kiếm Thánh cùng rất nhiều danh sư cũng choáng váng. Vốn cho rằng Trương Huyền không sử dụng thánh thú, chiến đấu sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, nằm mơ cũng không ngờ tới, tốc độ càng nhanh. Không đến hai cái hô hấp liền kết thúc, hơn nữa lấy Bột Phong triệt để tử vong kết thúc. Huyền Nhi, đây là... Mộng Kiếm Thánh nhìn lại. Không có gì, đây cũng là tiểu cơ duyên ta mới vừa nói. Một lần tình cờ thuần phục mà thôi. Trương Huyền cười cười. Cái rễ cây này, thoạt nhìn kinh khủng, trên thực tế chỉ cần phong bế khí tức, không cho lông tơ đi vào trong cơ thể, thì không thể làm gì, sức chiến đấu chân chính vẫn không hơn năm đại thánh thú. Mộng Kiếm Thánh ngực khó chịu. Tiểu cơ duyên. Năm thánh thú bất hủ cảnh đại viên mãn, một cái rễ cây có thể tùy tiện chém giết bất hủ cảnh đại viên mãn. Đây đều là tiểu cơ duyên, bọn họ gọi là cái gì? Cái gì cũng không tính a. Trở về. Bàn tay run lên, rễ cây đi tới trước mặt, bị Trương Huyền thu vào không gian gấp, ngay sau đó lại vồ một cái. Vừa rồi thánh huyết linh thạch cùng Hàn Nguyệt cũng bay tới. Đây là ta đánh cược chiến thắng, không khách khí. Nói xong, cũng mặc kệ biểu lộ của mọi người như thế nào, trực tiếp thu vào nhẫn. Ầm ầm. Vừa cất kỹ đồ vật, liền cảm thấy một cỗ khí thức để cho người ta hoảng sợ bỗng nhiên lan ra đến, tựa như bão cập bờ, mặt đất xuất hiện rạn nứt,
bốn tòa lầu các xuân, hạ, thu, đông cũng không ngừng lay động, hình như không chịu nổi uy áp. Đây là, cổ thánh. Đồng tử Trương Huyền co rụt, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy áp lực bốn phương tám hướng, căn bản tìm không rõ ràng từ đâu mà tới. Cái rễ cây này, mặc dù không phải thánh thú, nhưng cũng có ý thức sinh mệnh, xem như thú sủng, cái này cũng được cho công bằng quyết đấu. Rầm. Một âm thanh vang lên, ngay sau đó Trương Huyền cảm thấy trên người căng thẳng, dường như bị ý niệm khóa chặt, một cỗ lực lượng áp bức tới, muốn nghiền ép hắn chết. Kéo kẹt, kéo kẹt. Xương cốt cả người giòn vang, trên đầu ứa ra mồ hôi lạnh. Hiển nhiên việc làm vừa rồi có chút làm trái quy tắc, cổ thánh đối phương không nhẫn nại được. Dục lão quỷ, vừa rồi hậu bối của ta chuyên môn hỏi thăm, có thể sử dụng rễ cây hay không, người của ngươi đồng ý mới dùng, làm sao, thua không muốn nhận nợ. Không nhận nợ cũng được, vậy chúng ta liền tranh đấu một hồi. Ngay thời điểm Trương Huyền không kiên trì nổi, một thanh âm vang lên, ngay sau đó, một cỗ lực lượng tựa như gió xuân vuốt ve đến, áp lực trên người biến mất. Hai cường giả siêu cấp đối đầu, không gian bốn phía phát ra thanh âm giống như dòng nước va chạm nham thạch, bất cứ lúc nào cũng sẽ rạn nứt. Cổ thánh Trương gia. Trong lòng Trương Huyền hơi động, biết thân phận của người này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem bộ dáng là vị lão tổ Trương gia xuất thủ. Hắn chỉ nói rễ cây cứng rắn, không nói có thể giết người. Chương 3279, cổ thánh xuất hiện 2. Thanh âm của dục lão quỷ vang lên. Đã tỉ thí, thì phải có giác ngộ bị giết, rễ cây có thể giết người, chẳng lẽ Hàn Nguyệt Câu không thể giết người? Trương gia lão tổ hừ lạnh. Thua thì thua, không thua nổi mà nói, thì như rùa đen nấp đi, lại nói nhảm, tin lão tử coi như liều mạng bị thương, cũng bắt ngươi tới, bóp nát trứng của ngươi hay không? Ngươi! Dục lão quỷ tức đến run rẩy, có điều hình như kiêng kỵ Trương gia lão tổ. Hừ, hôm nay trước không so đo với ngươi, ta không tin ngươi có thể một mực bảo vệ tên này, hắn gọi Trương Huyền, ta nhớ. Chờ ra khổng miếu, còn có nhiều thời gian. Được rồi, cũng đừng chờ đợi ở đây, đều trở về chờ đại thành điện mở ra đi. Vâng. Rất nhiều dị linh tộc nghe được cổ thánh lão tổ mở miệng, đồng thời xoay người. Chậm đã. Vừa mới đi hai bước. Liền nghe Trương Huyền hét lớn một tiếng, tiến về phía trước một bước. Làm sao, còn muốn tỉ thí? Thấy hắn mở miệng, rất nhiều dị linh tộc sắc mặt tái xanh. Không sai, ta còn muốn tỉ thí. Yên tâm, lần này ta không dùng thánh thú, không dùng rễ cây, các ngươi có dám đánh với ta một trận không? Bị người dùng khí tức áp bức, còn uy hiếp, Trương Huyền hắn lúc nào nhận qua cơn giận như thế? Cổ thánh cũng không phải không có đánh chết qua. Đã dám uy hiếp ta, cái kia tốt. Trước âm chết thuộc hạ của ngươi lại nói. Đến lúc đó, chỉ cần tên này dám xuất hiện, cùng lắm thì một sách đập vỡ, không ngại lại chơi chết cổ thánh. Ngươi xác định. Một dị linh tộc nhịn không được hỏi. Thế nào, nếu như vậy cũng không dám, còn gọi linh tộc gì, cũng đừng tới danh sư đại lục, nắm chặt thời gian cút về đi. Trương Huyền khẽ nói. Ngươi. Rất nhiều dị linh tộc sắc mặt tái xanh, siết chặt nắm đấm. Ngươi quả thật không dùng thánh thú cùng rễ cây. Thanh âm của dục lão quỷ vang lên. Ta có thể lấy thân phận danh sư thề, chỉ dùng thực lực bản thân cùng vũ khí của mình, nếu như vậy ngươi cũng sợ, thì ngay cả vũ khí cũng không dùng. Trương Huyền ngẩng đầu lên, không e ngại thân phận của cổ thánh đối phương. Nếu như ngay cả vũ khí cũng không cho dùng, vậy coi như ta chưa nói qua. Hừ, tỉ thí đương nhiên có thể dùng vũ khí. Dục lão quỷ hừ một tiếng. Vừa rồi thuộc hạ của hắn cũng dùng binh khí, không tính là gì, không có tăng lên bao nhiêu sức chiến đấu. Vậy là tốt rồi, có dám tỉ thí không? Ngón tay Trương Huyền duỗi ra. Nếu sợ mà nói, ta một người khiêu chiến một đám bọn họ, nói cách khác, bọn họ có thể thay nhau cùng ta đối chiến, cũng có thể cùng tiến lên, Trương Huyền ta nhíu mày một chút, cũng không phải là người Trương gia. Nói hay lắm, không hổ là nam nhi của Trương gia ta. Trương gia lão tổ nói mang theo khen ngợi, hừ một tiếng. Dục lão quỷ, chẳng lẽ ngươi sợ rồi sao? Ngươi, không nghĩ tới bị một tiểu nhân vật kim thân cảnh chống đối, dục lão quỷ tức sắp bùng nổ. Tốt, như ngươi mong muốn, ta không chỉ muốn tỉ thí, còn muốn sinh tử đấu. Cũng là nói, không chết không thôi, ngươi có dám đồng ý không? Hắn là thật nổi giận. Cổ thánh uy nghiêm, không thể xâm phạm, cái tên này liên tiếp khiêu khích hắn. Đã để hắn lên cơn giận dữ. Cái tên này, thú sủng lợi hại, rễ cây lợi hại,
nhưng thực lực bản thân chỉ có thể coi là bình thường, không tin nhiều tộc nhân như vậy thay nhau ra trận còn không giết được. Dục lão quỷ, ngươi thật đúng là muốn mặt. Biết đối phương là muốn chém giết hậu bối của hắn, Trương gia lão tổ quát lạnh, vừa định mở miệng cự tuyệt, liền nghe thanh âm của Trương Huyền vang lên. Được, ta đồng ý. Chương 3280, từ chối thì bất kính 1. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Không thể sử dụng thú sủng cùng rễ cây, nhiều nhất chỉ có thể vận dụng vũ khí. Thấy hắn nhanh như vậy đồng ý, Trương gia lão tổ dừng lại một chút, thanh âm truyền đến. Hiện tại nuốt lời còn kịp. Không nuốt lời, ta cũng hy vọng đối phương đừng nuốt lời. Sống lưng Trương Huyền thẳng đứng, kèm theo một cỗ khí thế vô địch. Thân là danh sư, đối kháng dị linh tộc là trách nhiệm của ta, cho dù biết rõ không địch lại, biết rõ hẳn phải chết, cũng tuyệt đối không lùi bước. Nói rất hay. Trương gia lão tổ lần nữa khen ngợi hừ một tiếng. Yên tâm đi, đã xác định quy củ, Dục lão quỷ này cũng không dám nuốt lời, nếu không thì nhìn kiếm của ta một chút, có đáp ứng hay không. Kha kha, chỉ cần các ngươi không nuốt lời là được. Dục lão quỷ cười lạnh, thanh âm mang theo âm trầm. Vừa rồi các ngươi cũng nghe được, gia hỏa kia muốn khiêu chiến các ngươi, hơn nữa có thể đồng loạt ra tay. Linh tộc ta ẩn chứa huyết mạch thần tộc, đương đại thứ nhất, tuyệt đối không thể bại. Tỷ thí lần này, thua, không cần ta ra tay, cùng một chỗ tự sát. Thắng, sẽ đích thân ban tặng các ngươi một giọt huyết dịch cổ thánh. Huyết dịch cổ thánh. Đại nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không phụ lòng hy vọng. Nghe được ban thưởng, tất cả dị linh tộc đều kích động vẻ mặt đỏ lên, từng cái con mắt sáng lên. Vậy thì bắt đầu đi. Phần phật. Thanh âm kết thúc, mấy chục dị linh tộc đồng loạt vây quanh Trương Huyền ở trung tâm. Các ngươi, không nghĩ tới những người này không biết xấu hổ như vậy, thật đúng là muốn vây công, rất nhiều danh sư ở Xuân Noãn lâu đều tức đến sắc mặt xanh xám. Mọi người đừng phá hư quy củ. Thấy mọi người muốn xông lại hỗ trợ, Trương Huyền khoát tay áo, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mới vừa nói, ta có thể sử dụng vũ khí đúng không? Đương nhiên. Dục lão quỷ hừ một tiếng. Vậy là tốt rồi, chờ một chút, chờ ta lấy ra vũ khí, chúng ta liền chiến đấu. Trương Huyền gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một thanh long cốt thần thương xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhoáng một cái, lơ lửng giữa không trung hóa thành một cổ long to lớn. Đây là long cốt thần thương của Nhiễm Cầu cổ thánh, cổ thánh chí bảo chân chính. Không đúng, lực lượng phong ấn hiện nay chỉ có thể phát huy uy lực của đại thánh cấp. Loại lực lượng này không đáng sợ. Nhìn thấy hắn lấy ra vũ khí, Dục lão quỷ hừ một tiếng. Long cốt thần thương thời kỳ toàn thịnh, quả thực rất lợi hại, hắn gặp được cũng chỉ có thể chạy bao xa thì chạy, nhưng bị phong ấn lực lượng lại là chuyện khác. Thuộc hạ của mình đã tới bất hủ cảnh đại viên mãn, hầu như người người đều có đại thánh chí bảo, chống lại long cốt thần thương không thành vấn đề. Hắn tràn đầy tự tin, lời nói còn không có kết thúc, chỉ thấy thanh niên trong đám người cổ tay khẽ đảo, một viên gạch to lớn xuất hiện trên không trung. Cũng là đại thánh cấp. Cục gạch, kim nguyên linh thạch luyện chế thành, còn có người lãng phí như vậy. Dục lão quỷ nhíu mày, đang cảm giác kỳ lạ, thanh niên không ngừng lật qua lật lại cổ tay. Hô 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 hô. Thời gian nháy mắt, từng kiện vũ khí, song song xuất hiện ở bốn phía, vây quanh hắn quấn thành vòng tròn. Yêu dị huyền đao, trường thương của Bột Tân, thiết hồn tỏa, nghiên mực. Sáu chí bảo đại thánh cấp xuất hiện ở trước mặt mọi người, tản mát ra uy áp kinh người. Tựa như sáu vị cường giả bất hủ cảnh đại viên mãn. Ngươi, tại sao ngươi có thể có nhiều đại thánh chí bảo như vậy? Còn tưởng rằng đối phương chỉ là một kiện binh khí, chiến đấu liền chiến đấu, một hơi thở lấy ra nhiều như vậy, tất cả mọi người ở đây bối rối. Đại thánh chí bảo, không nói trước chân quý hay không chân quý, có dễ dàng đạt được hay không, chỉ nói luyện hóa, cái nào không cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm mài nước. Một thanh niên chừng 20 tuổi. Luyện hóa nhiều như vậy. Khoa trương AH. Chương 3281, từ chối thì bất kính 2. Động thủ. Thấy đại thánh chí bảo càng ngày càng nhiều, làm không cẩn thận thật đúng là rất khó chiến thắng, trong đám dị linh tộc, một gia hỏa vẻ mặt đen thui lên tiếng hét lớn. Chậm đã, vũ khí của ta còn chưa lấy xong. Bàn tay của Trương Huyền vẫy một cái, cổ tay tiếp tục lật qua lật lại. Hô hô hô. Trước mắt xuất hiện thêm bốn kiện chí bảo, chính là những vật vừa rồi đánh cược chiến thắng. Bốn kiện vũ khí này xuất hiện, ngón tay của Trương Huyền hóa thành huyễn ảnh, thân thể xuyên qua trong đó,
không ngừng ở phía trên nhẹ điểm một chút. Cong 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 cong. Bốn tiếng giòn vang, bốn kiện chí bảo đồng thời phát ra thanh âm thần phục, triệt để nhận chủ. Dầm. Sau khi nhận chủ, bốn kiện đại thánh chí bảo đồng loạt bay lên. Mười đại thánh chí bảo. Cái này, là công bằng quyết đấu. Đây chính là hắn nói biết rõ không địch lại, biết rõ hẳn phải chết, cũng tuyệt đối không lùi bước. Nhìn thấy nhiều pháp bảo đại thánh cấp như vậy, rất nhiều dị linh tộc ra đầu đều run lên, sắp hộc máu. Một kiện binh khí, có thể không quan tâm, 10 cái. Tương đương với 10 vị bất hủ cảnh đại viên mãn, thế thì còn đánh như thế nào? Nhớ tới lúc trước, tên này dõng dạc nói, trong lòng lập tức cảm thấy ói mửa. Không địch lại cái giám a hát, hẳn phải chết cái quỷ, cái này con mẹ nó, là chúng ta hẳn phải chết a. Còn chưa động thủ, chẳng lẽ muốn chết ở trong tay đối phương? Dục lão quỷ cũng điên rồi. Thân là cổ thánh, sống không biết bao nhiêu năm, chưa bao giờ thấy qua sự tình quỷ dị như vậy. Vâng, biết chờ thời gian càng dài, những binh khí này phối hợp càng tốt, đến lúc đó bọn họ liền thật không có cơ hội, mọi người cùng nhau lao đến. Trong đám người, gia hỏa đen thui mới vừa nói kia lao tới trước mặt, binh khí trong tay lại Yển Nguyệt đao đại thánh cấp. Tên này là một trong 6 bất hủ cảnh đại viên mãn, thực lực so với Bột Nguyên cũng không kém chút nào, phối hợp vũ khí cương mãnh như vậy, bỗng nhiên bổ xuống, không khí phát ra âm bạo kịch liệt, không gian xuất hiện bóp méo. Phần phật, mắt thấy muốn chém hắn thành hai khúc, thời gian bên người thanh niên phảng phất như trong chốc lát tăng tốc, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Yển Nguyệt đao, ngón tay chỉ tới. Ông, Yển Nguyệt đao hưng phấn reo lên, thân thể khổng lồ chấn động, đảo ngược đầu đao, bổ xuống dị linh tộc đen thui kia. Ta sát, dị linh tộc này lệ rơi đầy mặt. Sau một khắc, đầu rơi trên mặt đất, trước khi chết cũng không có làm rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này, là bị luyện hóa. Rất nhiều danh sư ngẩn ngơ. Dục lão quỷ dường như điên rồi. Cùng người đối chiến, vũ khí đối phương còn chưa tới trước mặt, liền luyện hóa nó, phản phệ chủ nhân lúc trước. Còn có thể chiến đấu như vậy. Mọi người khiếp sợ còn không có kết thúc, thanh niên đã hóa thành một đạo lưu quang xông vào đám người, chỉ cần ngón tay hắn tiếp xúc qua vũ khí, sau một khắc sẽ phản chiến, cùng viên gạch, long cốt thần thương, liên hợp đối kháng dị linh tộc. Vốn ta cảm thấy, nhiều dị linh tộc như vậy vây công trương sư, quả thực chính là bắt nạt người. Làm sao hiện tại cảm giác, giống như là trương sư đang bắt nạt bọn họ. Ngay trước mặt cướp vũ khí của người ta, biến thành vũ khí của mình, đối kháng chủ nhân. Khó trách trương sư yêu cầu cùng một đám người đối chiến, khẳng định đã sớm chuẩn bị kỹ càng, muốn đổ sát toàn bộ những người này. Trong tiếng nghị luận, Trương Huyền chẳng biết lúc nào đã lui ra đám người, chắp hai tay sau lưng, nhìn lấy vũ khí đầy trời đang cùng dị linh tộc chiến đấu, tràn đầy vui mừng, nhịn không được cảm xúc một tiếng. Cảm ơn vũ khí của chư vị, tại hạ từ chối thì bất kính. Chương 3282, Cổ Thánh Chi Huyết 1. Phốc, bị vũ khí bản thân chém giết, rất nhiều dị linh tộc mặt mũi phát điên, nước mắt ào ào. Những binh khí này, chúng ta không muốn cho ngươi, ngươi đây không phải xin, là cứng rắn cướp có được hay không? Công bằng quyết đấu, chỉ là mọi người dùng chân khí chiến đấu. Ngươi cái này đánh cái gì a? Công bằng em gái ngươi a hát. Còn không bằng lấy ra thú sủng, chúng ta bị cắn chết cũng không đến mức nhận loại tủi thân này. Ngươi, ngươi tự tìm cái chết. Thấy ở dưới Trương Huyền khống chế, dị linh tộc từng người ngã xuống, hơn 30 tộc nhân, thời gian nháy mắt liền chết hơn một nửa, cổ thánh gọi là dục lão quỷ triệt để nổi giận. Vốn mục đích khiêu chiến là muốn đạt được danh ngạch đi vào đại thành điện, hiện tại mọi người chết sạch, còn muốn danh ngạch. Có cái dám dùng. Ầm ầm. Một bàn tay khổng lồ bất ngờ xuất hiện, không gian trước đại thành điện, trong chốc lát bị giam cầm, một đạo lực lượng nghiền ép vạn cổ, giống như muốn đập Trương Huyền thành bánh thịt. Thật mạnh, chân khí trong cơ thể Trương Huyền vận chuyển rất nhanh, muốn trốn đi, lại phát hiện cả người bị giam cầm, không thể động đậy. Cổ thánh, đương đại mạnh nhất, vừa ra tay, không gian lợi hại hơn nữa cũng sẽ hủy diệt, căn bản không phải thực lực như hắn có thể chống lại. Phần phật, ngay thời điểm không kiên trì nổi, lập tức liền bị nghiền ép, tùy thời bạo thể, một đạo kiếm mang bất ngờ xuất hiện. Giống như đoán chắc thời cơ, lại hình như tìm được vị trí chuẩn xác của dục lão quỷ, kiếm mang không có đối kháng bàn tay trên không, cũng không có giúp Trương Huyền hóa giải áp lực, mà thẳng tắp đâm rơi hư không. Phốc, thanh âm kiếm khí vào thịt vang lên, ngay sau đó hư không có máu tươi rơi vãi. Ngươi,
Âm thanh của Dục lão quỷ vang lên chói tai, trường ấn lắc lư một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hô hô! Không gian nổi lên gợn sóng, Dục lão quỷ che giấu biết tiếp tục chờ đợi, khả năng tai kiếp khó thoát, thời gian nháy mắt liền biến mất, không thấy tung tích. Ha ha, sảng khoái! Tiếng cười sang sảng của Trương gia lão tổ truyền đến. Tu vi đạt tới cổ thánh, muốn chém giết đã rất khó, hai người tranh đấu không biết bao nhiêu năm, từ trước tới nay khó phân sàn sàn nhau, hiện tại trực tiếp đâm thủng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, phỏng đoán cũng đủ hắn tu dưỡng một đoạn thời gian, lại không cách nào gây sóng gió. Có thể làm được điểm ấy, tất cả đều bởi vì vãn bối của mình dẫn tới đối phương tâm thần dao động. Ngẩng đầu nhìn lại giữa sân, chỉ thấy hơn 30 dị linh tộc lúc trước người người kiêng kỵ, giờ phút này tất cả đều nằm ở trên mặt đất, biến thành thi thể, một cái cũng không còn lại. Một nhóm lớn vũ khí toàn bộ rơi vào trong tay Trương Huyền, hân hoan nhảy nhót, tựa như tranh thủ tình cảm. Tuổi còn trẻ, liền có năng lực cùng trí tuệ như thế, tốt. Trương gia lão tổ khen ngợi một tiếng, ngay sau đó một đạo lực lượng chậm rãi hội tụ, trên mặt đất tản mát mấy giọt máu dịch, bị lực lượng càn quét, tụ lại, cất vào một cái bình ngọc. Người đánh giết nhiều dị linh tộc như vậy, càng làm cho ta có cơ hội trọng thương Dục lão quỷ, công lao cực lớn. Làm tiền bối, không thể làm như không thấy. Năm giọt cổ thánh chi huyết này, nhận lấy đi. Đa tạ tiền bối. Nhận lấy bình ngọc bay tới, vẻ mặt Trương Huyền cung kính. Mặc dù không biết cổ thánh chi huyết có ích lợi gì, nhưng có thể để cho nhiều dị linh tộc kích động đến mạng cũng không cần, khẳng định có giá trị không nhỏ. Cổ thánh chi huyết của dị linh tộc mang theo sát lục chi khí nồng đậm, đối người tu luyện mà nói, tác dụng không lớn. Lại nói, đây chỉ là chiến lợi phẩm của ngươi, không tính ta ban thưởng, làm tiền bối, làm sao cũng không có khả năng quá mức keo kiệt. Trong bình ngọc này, đồng dạng có 5 giọt huyết dịch, là máu của ta, hiện tại cho ngươi, sử dụng thật tốt, sớm ngày đạt tới cảnh giới cao hơn, dẫn dắt Trương gia đi càng xa. Phần Phật, chương 3283, Cổ Thánh Chi Huyết 2. Tiếng nói kết thúc, trước mắt lần nữa xuất hiện một cái bình ngọc, còn chưa tới trước mặt, Trương Huyền liền cảm thấy huyết dịch không ngừng sôi trào, dường như sắp thiêu đốt. Mặc dù huyết mạch Trương gia trong cơ thể hắn đã bị tước đoạt, nhưng trong bình ngọc là huyết dịch của nhân tộc cổ thánh, đối với hắn mà nói, khẳng định hữu dụng hơn cổ thánh dị linh tộc. Huyền Nhi, còn không mau mau cảm ơn lão tổ. Hưng Kiếm Thánh kích động vội vàng truyền âm. Đa tạ lão tổ. Trương Huyền khom người. Không cần khách khí. Đây là ngươi nên được. Nói xong, thanh âm tan biến, ngay sau đó khí tức cổ thánh biến mất, giống như chưa hề xuất hiện qua. Biết vị tiên tổ này khẳng định lần nữa ẩn núp, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Khổng miếu mở ra, cổ thánh tới không chỉ một người, đối với bọn hắn mà nói, cũng có cơ duyên thuộc về mình, đương nhiên càng ẩn nấp càng tốt. Nếu không bị phát hiện, liên hợp vây công, chết cũng không biết chết như thế nào. Cổ thánh huyết dịch, đến cùng có ích lợi gì? Trương Huyền nghi ngờ nhìn về phía cha Hưng Kiếm Thánh, truyền âm. Cổ thánh huyết dịch, mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng to lớn, hơn nữa trong đó ẩn chứa lý giải của cổ thánh đối với tu luyện, có thể luyện hóa, một giọt, cũng đủ để cho người nhanh chóng tiến bộ, tu vi tăng lên tới cảnh giới không thể tưởng tượng. Con mắt Hưng Kiếm Thánh sáng lên, giải thích nói. Luyện hóa. Không sai, nếu như một tu luyện giả bình thường, có thể có cơ hội tiếp xúc cổ thánh chi huyết. Hơn nữa có thể luyện hóa không bạo thể mà chết. Có thể trực tiếp từ cảnh giới võ giả, tấn thăng đến đại thánh cấp. Hưng Kiếm Thánh nói. Cái này. Đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Hắn từ võ giả tấn cấp đến đại thánh, hao tốn vô số tâm huyết, gắng sức, hao phí không biết bao nhiêu tài nguyên. Một giọt máu liền có thể làm được điểm ấy. Thật là đáng sợ. Đương nhiên, cũng biết đối phương nói chỉ là ví von, người bình thường. Không nói trước không thể thừa nhận lực lượng của cổ thánh chi huyết, coi như có thể thừa nhận, đột phá như vậy cũng sẽ chân khí phù phiếm, sức chiến đấu không quá mạnh. Bất quá đơn thuần chỉ là lực lượng cùng lĩnh ngộ tu luyện, cũng đủ để vô số người khát vọng. Trọng yếu nhất là, trong giọt máu này ẩn chứa lực lượng tích huyết trùng sinh của cổ thánh, về sau gặp được nguy hiểm, chỉ cần không có tại chỗ hồn phi phách tán, một giọt liền có thể triệt để khôi phục, dù đầu lâu rơi mất, cũng có thể lần nữa nối liền, mà không bị tử vong. Hưng Kiếm Thánh nói, cái này, thân thể Trương Huyền cứng đờ, trong lòng khiếp sợ đã không đủ để nói nên lời. Thực lực của hắn bây giờ, mặc dù rất mạnh, nhưng một khi bị người chém xuống đầu lâu, cũng chỉ có một con đường tử vong có thể đi. Mà có những huyết dịch này, một giọt chẳng khác nào một lần sinh mệnh.
khó trách có thể để cho vô số dị linh tộc sôi trào, nào chỉ chân quý, quả thực chính là bảo vật vô giá. Cha, mẫu thân, năm giọt ta cũng không dùng hết, mỗi người các ngươi một giọt. Sau khi hết khiếp sợ, Trương Huyền mở nắp bình, cong ngón tay búng một cái. Hai giọt huyết dịch, tản mát ra lực lượng nồng đậm, bay về phía hai người. Năm giọt huyết dịch, đối với hắn mà nói thật là dùng không hết, đã như vậy còn không bằng đưa cho cha mẹ, để cho bọn họ cũng có năng lực tự vệ. Khổng Miếu có nguy hiểm không thể dự đoán, có thứ này bản thân sẽ an tâm. Cái này, không nghĩ tới đồ vật chân quý như thế, nhi tử không chần chờ chút nào liền đưa cho bọn họ, Hưng Mộng Kiếm Thánh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời siết chặt nắm đấm. Có con như thế, còn cầu mong gì? Chương 3284, Triệu Nhã ở đâu? 1. Biết đối phương hiếu tâm, không cách nào cự tuyệt, hai người nhận lấy huyết dịch. Huyết dịch thoạt nhìn không lớn, nhưng rơi vào lòng bàn tay lại làm cho thân thể bọn họ trầm xuống, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Đạt tới cổ thánh, không riêng gì máu, một cọng lông tóc đều nặng như Thái Sơn, nếu không phải tu vi tiến bộ, đạt tới bất hủ cảnh đỉnh phong, khả năng không cầm lên được. Các ngươi nhanh luyện hóa đi. Trương Huyền mỉm cười. Ừm. Cũng không nhiều lời, hai người khoanh chân ngồi xuống, tinh thần khẽ động, huyết dịch chậm rãi bay về phía đan điền. Không biết qua bao lâu, hai người mở mắt ra. Thành công. Trương Huyền nghi ngờ. Cổ thánh chi huyết, làm sao có thể nhanh như vậy liền luyện hóa, chúng ta chỉ đặt nó ở trong đan điền, như vậy mỗi ngày đều có thể dùng chân khí cọ rửa, dần dà chân khí cũng sẽ thấm nhuần khí tức, đối với tu luyện có hiệu quả cực lớn. Hưng Kiếm Thánh cười nói. Loại thánh huyết cấp bậc này, nếu dễ dàng luyện hóa như vậy, cũng không đến mức để vô số người thèm nhỏ dãi. Không có mấy năm, mấy chục năm công phu, không có khả năng hoàn thành. Bởi vậy bọn họ để huyết dịch vào đan điền, chân khí không ngừng cọ rửa, lợi dụng công phu mài nước. Thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ cùng bản thân hòa làm một thể, phát huy hiệu quả. Ừm, Trương Huyền nói. Ta cũng thử một chút. Nói xong ngồi dưới đất, ngón tay điểm ra, một giọt máu đi vào trong cơ thể. Phần phật, huyết dịch nhập thể, cùng thân thể của hắn nháy mắt liền dung hợp lại, chẳng những không có một tia kháng cự, ngược lại cho người ta một loại cảm giác hân hoan nhảy nhót, quay về mẫu thể. Cái này, Trương Huyền sửng sốt một chút, trong lòng chấn động, tràn đầy mê man. Vậy thì luyện hóa, đi vào trong cơ thể, lập tức cùng máu tươi của hắn triệt để dung hợp, lại không phân lẫn nhau. Không phải nói rất khó ư, làm sao dễ dàng như vậy? Luyện hóa. Thấy nhi tử hấp thu hết huyết dịch, rất nhanh ngẩng đầu, Hưng Kiếm Thánh nghi ngờ nhìn lại. Đúng vậy a. Trương Huyền nói tình huống huyết dịch đi vào trong cơ thể một lần. Ta hiểu. Hưng Kiếm Thánh nói. 20 năm trước, tiên tổ trọng thương, cần huyết dịch mới có thể kéo dài tuổi thọ, lúc ấy chỉ có máu của ngươi độ tinh thuần đầy đủ, vì lẽ đó trong cơ thể hắn chảy, một phần là máu của ngươi. Ta sao? Da mặt Trương Huyền co lại. Trong cơ thể tiên tổ chảy máu của mình, làm sao cảm giác lời này quái dị như vậy? Tuy những huyết dịch này chỉ là trợ giúp khôi phục sinh mệnh, nhưng trải qua thể chất tiên tổ cải tạo, đã triệt để đại biến, uy lực cực mạnh. Hiện tại lần nữa quay về, tương đương với trở lại bản nguyên, tự nhiên càng dễ luyện hóa. Hưng Kiếm Thánh cười nói. Thì ra là thế. Trương Huyền gật đầu, lại không giàu dĩ, cẩn thận cảm thụ cổ thánh chi huyết. Sau khi mình huyết dịch triệt để dung hợp, trong cơ thể quả nhiên có một loại cảm giác sức sống tràn trề. Dường như cánh tay đứt gãy, cũng có thể lần nữa mọc ra, không cần tiếp tục lo lắng bị thương. Bất quá cỗ lực lượng này cũng không phải một mực tồn tại, mà là có số lượng hạn chế. Trong đan dược có loại đoạn tục đan, cũng có thể để cho người ta đoạn chi nối lại, nhưng bất luận hiệu quả hay uy lực đều kém quá nhiều. Thân thể này nghiền nát cũng có thể khôi phục, thậm chí đầu cũng có thể tái sinh. Mà cái kia nhiều nhất khôi phục tứ chi mà thôi, chân chính chém đầu xuống, đồng dạng đi đời nhà ma. Có thể cho Nhược Hy một giọt. Thu hai giọt còn lại vào nhẫn, Trương Huyền mỉm cười. Thứ đồ tốt này, tự nhiên không thể độc hưởng. Chương 3285, Triệu Nhã ở đâu? 2. Cổ thánh chi huyết của dị linh tộc, quay đầu tìm cơ hội lại thử. Chân khí của hắn có thể ngụy trang dị linh tộc, có lẽ mấy giọt cổ thánh chi huyết này cũng hữu dụng. Bất quá hiện tại nhiều danh sư như vậy, không phải thời điểm thí nghiệm, chỉ có thể sau này hãy nói. Đúng rồi, lúc trước các ngươi nói có tin tức Triệu Nhã đến cùng ở đâu? Đứng dậy, lần nữa nhìn về phía cha mẹ.
vừa rồi đối phương vừa định nói sự tình Triệu Nhã, phía dưới liền đến khiêu chiến, không có thời gian nói tỉ mỉ, giờ phút này tất cả dị linh tộc đều xử lý, vừa vặn hỏi thăm một chút. Nơi này có 4 lầu các, chúng ta ở Xuân Noãn, dị linh tộc ở Hạ Táo, Thu Sảng thì một đám thánh thú, mà Đông Hàn sau cùng, là một đám gia hỏa không rõ lai lịch. Trước khi ngươi đến, ta cảm nhận được một tia khí tức băng hàn, nhịn không được liếc mắt nhìn, học sinh của ngươi dường như ở trong đó. Mộng Kiếm Thánh nói, nàng làm việc khá cẩn thận, nhất là liên quan tới chuyện của con, từ trước tới nay lưu tâm, mặc dù tia khí tức kia rất yếu, nhưng vẫn bị bắt lại, đưa tới chú ý. Nàng o Đông Hàn lâu. Trương Huyền đứng dậy, mấy bước đi tới trước cửa sổ nhìn sang. 4 cái lầu các kết nối với nhau, xuân đối thu, hạ đối đông, phương vị này vừa vặn bị lầu các khác che lấp, không nhìn thấy tình huống cụ thể trong Đông Hàn lâu. Ta cũng chỉ tùy tiện liếc qua, cảm giác có chút giống, cụ thể có phải hay không thì không rõ ràng. Mộng Kiếm Thánh nói, đi qua nhìn một chút liền biết. Trương Huyền hít sâu một hơi, hừ một tiếng. Mặc kệ Triệu Nhã là bị dị linh tộc, hay chư tử bách ra bắt đi, đã có khả năng ở lầu các kia, thì phải xem rõ ngọn ngành. Ta cùng ngươi đi. Thấy hắn đi qua, Hưng Kiếm Thánh nói. Ta một người là được. Trương Huyền lắc đầu cự tuyệt. Mặc dù thực lực của cha mẹ cực mạnh, nhưng đối phương lặng yên không tiếng động bắt đi Triệu Nhã, là địch hay bạn còn không phân biệt được, bản thân đi qua, chí ít an toàn hơn một ít. Cẩn thận. Biết thực lực của nhi tử đã vượt xa hắn, thủ đoạn càng nhiều vô số kể, Hưng Kiếm Thánh đành phải cười khổ. Trương Huyền không nói thêm lời, thẳng tắp bay về phía Đông Hàn lâu. Người đến dừng bước, còn chưa tới trước mặt, một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngay sau đó một cỗ uy áp nồng đậm hạ xuống. Cổ Thánh, đồng tử Trương Huyền co rụt lại. Cỗ lực lượng này, vừa rồi cảm thụ qua, chính là Cổ Thánh mới có thể tỏa ra. Mặc dù đối phương sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng thi triển ra lực lượng là cảnh cáo. Người trong Đông Hàn lâu, cũng có loại cường giả cấp bậc này bảo vệ. Cũng đúng, nếu như không có, khẳng định sớm đã bị giết sạch, làm sao có thể chiếm cứ một lâu mà bình yên vô sự. Tiền bối, tại hạ có vãn bối khả năng ở trong lầu các, muốn tìm kiếm một chút, cũng không có ác ý. Trương Huyền ôm quyền. Tuy Trương gia Cổ Thánh khẳng định còn ở cách đó không xa, nhưng hắn không dám láo xược. Trương Huyền, 20 tuổi, liền trở thành tam đại gia tộc tộc trưởng, thánh tử điện điện chủ, càng dựa vào sức một người, diệt đi 11 vạn đại quân của dị linh tộc, công lao cái thế. Ta biết ngươi. Thanh âm của Cổ Thánh tiếp tục vang lên. Tiền bối quá khen rồi. Không nghĩ tới vị Cổ Thánh không biết tên này, vậy mà biết tất cả sự thích của hắn, Trương Huyền sửng sốt một chút, ôm quyền khom người. Công lao chính là công lao, không thể che lấp, đổi lại lúc khác, người muốn gặp ta, khẳng định sẽ hân hoan đón lấy. Bất quá hiện tại không thể tiến vào lầu cát, mong được tha thứ. Thanh âm của Cổ Thánh tiếp tục vang lên. Vì cái gì? Trương Huyền cau mày, trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi. Tiền bối là danh sư. Chương 3286, Chân Hương Nhị 1. Đối phương đối với hắn biết đến cặn kẽ như vậy, hơn nữa lúc nói đến chém giết dị linh tộc, giọng nói chẳng những không có tức giận, còn nói ra hai chữ công lao, như vậy chỉ có danh sư đường. Chẳng lẽ vị trước mắt này, là một vị cổ thánh của danh sư đường? Nếu là danh sư, vì sao phải ngăn cản mình? Ta không phải đến từ danh sư đường. Thanh âm cổ thánh vang lên, còn chưa nói xong, lầu các phía trước, một tiếng dứt khoát vang lên, giống như phong ấn nào đó vỡ vụn, ngay sau đó một đạo khí tức băng hàn nồng đậm thả ra ngoài, thời gian nháy mắt liền đông toàn bộ lầu các thành khối băng. Triệu Nhã quả nhiên ở đây. Trương Huyền sầm mặt lại. Ở Liên Minh Đế Quốc. Hắn giúp đối phương thay đổi kinh mạch, từng phóng ra loại lực lượng này, thậm chí lấy băng tuyết ngưng tụ áo giáp, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Phần phật, lại không quản đối phương có phải cổ thánh hay không, thẳng tắp phóng về phía lầu các. Vừa rồi đối phương cố ý ngăn cản, rõ ràng là đang trì hoãn thời gian. Cổ thánh lại như thế nào? Chẳng qua một quyển sách mà thôi. Vì học sinh, mình lãng phí được. Phần phật, ánh sáng lấp lánh, ở bên ngoài lầu các. Tạo thành một màn ánh sáng không dày, thân thể Trương Huyền va chạm, vậy mà không xuyên qua được. Bây giờ ngươi không thể đi vào. Thanh âm của cổ thánh tiếp tục vang lên. Cút! Trương Huyền hét lớn một tiếng, long cốt thần thương xuất hiện, bàn tay run lên, phá không đâm tới. Ông! Màn ánh sáng lắc lư một cái, triệt tiêu công kích, hắn toàn lực thi triển thương pháp, thế mà không có lưu lại một chút dấu vết.
Phá! Trường thương run rẩy, lần nữa đâm tới, lực lượng của Trương Huyền hùng hồn, điên cuồng tràn vào báng thương, cốt long phóng ra từng đoàn ngọn lửa màu đen. Liên tục 3 ngày bị chí tôn thiên hỏa thiêu đốt, trong cơ thể sớm đã ẩn chứa loại lực lượng cương mãnh này, giờ phút này thi triển toàn lực, hỏa diễm truyền ra, hơi dính màn ánh sáng, người sau nhất thời không chịu nổi, cháy hừng hực. Chí tôn thiên hỏa, cổ thánh giấu ở một bên tràn đầy chấn kinh, vừa định ra tay dập tắt hỏa diễm, liền nghe thanh âm cối xay lăn tới, ngay sau đó lầu các bốn phía đồng thời lay động. Làm sao vậy? Không để ý tới tiếp tục phá giải phong ấn, Trương Huyền vội vàng quay đầu, ngay sau đó nhìn thấy, đại thành điện phía trước phát ra nổ vang kịch liệt, từ từ mở ra. Thí thức tuyên cổ xa xưa từ trong điện phun ra ngoài, bao phủ bốn cái lầu các xuân, hạ, thu, đông ở bên trong, diễn biến bốn loại thời tiết. Bị cỗ khí thức này dính lên, truyền thế thiên phù trong tay Hưng Kiếm Thánh phóng ra một đạo ánh sáng ôn nhuận, bao phủ ra một vòng tròn đường kính chừng 5 mét. Xì xì xì. Lực lượng khổng lồ lôi kéo, đám người Hưng Kiếm Thánh, Mộng Kiếm Thánh không khống chế được, thẳng tắp bay vào trong cửa lớn. Đại thành điện mở ra. Huyền Nhi, đi mau. Hưng Kiếm Thánh vội vàng la lên. Trước cứu Triệu Nhã lại nói. Trương Huyền giơ lên trường thương, lần nữa đâm tới. Đã tìm được Triệu Nhã, vậy thì muốn không bị thương chút nào mang nàng về. Xoạt xoạt. Liên tục công kích, màn ánh sáng rốt cục không chịu nổi, trực tiếp nứt ra, vừa định xông vào lầu cát, chỉ thấy trong đó, một vòng sáng băng hàn phá không bay ra, theo sát đằng sau đám người Hưng Mộng Kiếm Thánh, cũng phóng cũng phải đại thành điện. Trong vòng sáng, một dáng người thon dài đứng ở trong đó, toàn thân băng tuyết vây quanh, không phải Triệu Nhã thì là ai. Mà quang cầu dường như chính là do nàng sắp đặt thành. Đám người Hưng Mộng Kiếm Thánh có truyền thế thiên phù bao phủ, tùy tiện tiến vào bên trong, vòng sáng băng hàn bao phủ xuống đám người Triệu Nhã, cũng như không bị ràng buộc, hoàn toàn biến mất. Triệu Nhã, chương 3287, chân hương nhị hai. Thấy nàng cũng đi vào đại thành điện, Trương Huyền tràn đầy lo lắng. Hô 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 hô. Ngay sau đó, trong thu sảng lâu, lao ra hơn 20 con thánh thú, dường như cũng muốn thừa dịp loạn xông vào, chẳng qua vừa mới đi tới ngoài đại thành điện, liền bị một đạo lực lượng ngăn cản, không tiến lên được chút nào. Một đống thánh thú này đều nắm giữ tu vi đại thánh tam tứ trọng, nhưng ở trước mặt vách ngăn, lại giống như kiến càng lay cây. Bọn họ có truyền thế thiên phù, Triệu Nhã hẳn là thể chất đặc thù, cũng có thể dẫn người đi vào. Thấy cảnh này, ra đầu Trương Huyền nổ tung. Sớm biết Triệu Nhã cũng có thể đi vào đại thành điện, liền cùng cha mẹ mượn nhờ lực lượng tiến truyền thế thiên phù vào, hiện tại bọn hắn đều đi, ngược lại bản thân ở lại chỗ này. Cái này gọi là chuyện gì? Nhất định phải đi vào. Bàn chân đạp mạnh, thẳng tắp phóng về phía đại thành điện. Đi tới cửa phân điện, nếu bởi vì vào không được, bị ngăn ở bên ngoài, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy làm chuyện điên rồ. Cùng lắm thì mượn nhờ thư viện, tìm tới phong cấm thiếu hụt, dù phá hư cũng muốn tiến vào. Hô! Đi tới trước mặt màng ánh sáng, vốn cho rằng sẽ giống như rất nhiều thánh thú bị ngăn ở bên ngoài, trên người đột nhiên tuôn ra một đạo ánh sáng ôn nhuận, sau một khắc đã tiến vào. Đúng, ta có truyền thế mẫu phù. Trương Huyền chấn kinh một chút, ngay sau đó giật mình. Trước đó Lạc Nhược Hy nói qua, truyền thế thiên phù chỉ đối ứng đi vào vị trí phân điện, mà mẫu phù, bất kỳ một điện đường nào cũng có thể đi vào, thế giới rừng rậm, cái linh phù này không có chút tác dụng, liền quên lãng, không nghĩ tới đại thành điện mở ra, lại phát huy tác dụng cực lớn. Tiền bối, xin mang bọn ta cùng một chỗ. Phá vỡ màn ánh sáng, Trương Huyền còn không có triệt để đi vào, liền nghe một giọng nói lo âu vang lên. Quay đầu nhìn, chính là rất nhiều thánh thú vừa rồi xông tới phong ấn, lại bị bắn ngược ra. Hiến tế trở thành thú sủng của ta, có thể mang các ngươi đi vào. Trương Huyền thản nhiên nói. Cái này, rất nhiều thánh thú hai mặt nhìn nhau. Để chúng ta làm thú vật sủng, đừng có nằm mộng. Thánh thú chúng ta, mục đích tu luyện là vì tự do, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng muốn chúng ta thần phục, vẫn là làm không được. Cùng lắm thì không tiến vào, ở bên ngoài tu luyện cũng rất nhanh. Thanh thú ta coi như tu vi lại không cách nào tấn cấp, chết ở bên ngoài, thì thể nát cũng sẽ không thần phục. Bọn họ đi vào khổng miếu, mục đích là vì tìm kiếm cơ duyên, tăng thực lực lên, nhưng muốn bởi vậy thần phục nhân tộc, trở thành sủng vật của người khác, đánh chết cũng làm không được. Ha ha! Thấy chúng thú nói, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, từ trong màn sáng đi ra, trường thương trong tay run lên, chui vào đàn thú.
Đôm đốp, đùng đùng. Hơn 10 hô hấp sau, Trương Huyền dừng lại. Hiện tại có thể thần phục chưa? Gặp qua chủ nhân. Rầm rầm. Rất nhiều thánh thú đồng loạt quỳ rạp xuống đất, thanh thú vừa rồi kiêu căng khó thuần, càng đi đầu khống chế tinh huyết bay ra, rơi vào mi tâm Trương Huyền, ký kết khế ước. Thánh thú khác nhau nhau noi theo, tranh nhau chen lấn sợ chậm. Trương gia cổ thánh. Cổ thánh không biết tên. Lúc nào thánh thú cũng không tiết tháo như thế. Xem như bọn họ là cổ thánh, cũng không có cách nào ép buộc ý niệm của bọn nó, nếu không tùy tiện một cổ thánh, cũng có thể tổ kiến đại quân thánh thú. Kết quả, người này có thể làm được. Trong nháy mắt, các cường giả còn ở bên ngoài, không cách nào tiến vào đều bối rối. Chương 3288, Đại Thành Điện 1. Đi vào đi. Tất cả thánh thú đều nhận chủ, lúc này Trương Huyền mới thỏa mãn gật đầu, thu rất nhiều thánh thú vào không gian gấp, lần nữa xông vào bên trong. Bất quá lần này không giống như lần trước, tới đụng một cái, bị ngăn ở bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Khóe miệng Trương Huyền giật một cái. Chẳng lẽ chậm chút thời gian, lại không đi vào a? Thật muốn như vậy, chỉ có thể khóc. Chủ nhân, ngươi mang quá nhiều thánh thú. Thanh âm của tiểu phù phù vang lên. Truyền thế thiên phù bình thường có thể mang 10 người, ta làm mẫu phù, nhiều nhất có thể mang 15 người, vừa rồi ngươi thuần phục, đã vượt qua 20. Nghe không phải là không cách nào đi vào, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được hỏi. Đặt ở trong không gian gấp cũng không được. Không được, nếu như vậy có thể, vừa rồi đám người Hưng Mộng Kiếm Thánh cũng có thể mang tất cả mọi người đi. Tiểu phù phù giải thích. Cũng đúng. Trương Huyền rõ ràng. Khổng sư lưu lại, sao có thể đơn giản như vậy? Đã nói hạn chế, vậy thì có hạn chế, nếu không người người đều lợi dụng sơ hở, chẳng phải thành trò cười. Thánh thú tu vi thấp bị thả ra, khống chế số lượng ở 14, lần nữa chui vào trong, quả nhiên thuận lợi thông qua, không còn ràng buộc. Không đúng, đám người Khung Mộc Thanh Giao cũng ở trong không gian gấp, như vậy cộng lại, đã vượt qua 15. Đi vào màn ánh sáng, mới vừa đi không xa, Trương Huyền nói. Hắn lưu lại 14 con, đều là vừa mới thuần phục, không tính cả đám người Mộc Thanh Giao, Kim Linh Vân Hổ, thậm chí lúc trước thu phục Xích Ngạch Bạch Hổ cũng ở trong đó. Tính toán ra, số lượng chân chính đã sớm vượt qua 20. Bọn chúng là sinh mệnh trong di tích khổng miếu, có thể tùy ý đi vào, không chiếm danh ngạch. Tiểu phù phù nói, còn có loại thuyết pháp này. Không nghĩ tới thánh thú trong di tích khổng miếu có loại đãi ngộ này, Trương Huyền cười khổ một tiếng, không nói nhiều nữa, tăng thêm tốc độ bay đi. Mọi người đã đi vào vượt qua một phút đồng hồ, hắn cũng phải nhanh lên một chút. Sau đại môn rộng lớn, là một cung điện to lớn, hai bên bày đặt hai hàng tượng, có suy nghĩ, có ngóng nhìn, có đọc sách, có tu hành. Sinh động như thật, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại, hình thái khác nhau, thần thái không giống nhau. Đây là 72 thánh. Rất nhanh, Trương Huyền nhận ra được những tượng này, không phải cái khác, chính là 72 thánh của Khổng Môn. Khổng sư có 3.000 đệ tử, thân truyền 72 vị, người xưng 72 thánh, còn nhiễm cầu cổ thánh. Bốc thương cổ thánh, thì là thập đại hiền giả thực lực mạnh nhất. 72 vị thân truyền, mỗi một cái đều có chuyện ký, đều có quá khứ kinh người, từ đó được danh sư đường, vô số người nhớ rõ, Trương Huyền từng xem qua, giờ phút này nhìn thấy tượng, lập tức nhận ra được. Tử Uyên cổ thánh, Tử Khiên cổ thánh, Tử Liễu cổ thánh, Nhiễm Canh cổ thánh. Từng cái tên nghe nhiều nên thuộc, hiện lên ở trong óc, cùng rất nhiều tượng ở trước mắt hòa làm một thể, phảng phất như năm đó chinh chiến xa trường. Cùng dị linh tộc dục huyết phấn chiến. Có thể nói, không có bọn họ, một mình khổng sư không có khả năng bình định dị linh tộc. Sau khi nhân loại ổn định, liền điêu khắc tên mỗi một người bọn hắn, đời đời bất hủ. Vẻ mặt nghiêm túc, Trương Huyền khom người thi lễ. 72 thánh, tản mát ra uy áp nhàn nhạt, trong lúc đi lại, đối với tâm cảnh cùng tinh thần có tăng lên cực lớn. Lại đi vài bước, nhìn thấy có mấy vị danh sư khoanh chân ngồi dưới đất, không cách nào tiếp tục đi tới. Tâm cảnh của bọn hắn không đủ, tiếp tục đi tới, đối với thân thể tổn thương cực lớn, không bằng mượn loại áp bức này, nhanh chóng tăng lên. Ngay cả mấy vị thái thượng trưởng lão của Trương gia cũng như vậy, Trương Huyền không có nói nhiều, tiếp tục đi về phía trước. Triệu Nhã mang theo một đám người, đến cùng là ai, cũng không rõ ràng, có điều có thể xuyên qua 72 thánh tượng tạo thành thông đạo, chỉ sợ tâm cảnh so với hắn cũng không kém quá nhiều. Chương 3289, Đại Thành Điện 2. Nắm giữ tâm cảnh như vậy, tu
tu vi phỏng chừng cũng đạt tới bất hủ cảnh đại viên mãn, đối với đám người cha mẹ, tuyệt đối là uy hiếp rất lớn. Thông qua thông đạo 72 thánh tượng, đi tới một đại điện khác. Đám người cha mẹ ngay ở trong đó, cũng không đi xa, mà đối diện bọn họ là 8 thanh niên, trên người đều tản mát ra khí tức ngạo nhân, giống như hắn đoán, quả nhiên đều đạt tới bất hủ cảnh đại viên mãn. Thấy đám người cha mẹ không có việc gì, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại mọi người đối diện. Một nữ hài đang đứng trong đám người, hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể có từng đạo lực lượng băng hàn không ngừng tỏa ra, dường như muốn kích hoạt phong ấn nào đó. Triệu Nhã. Trương Huyền nhíu mày, vội vàng đi tới. Huyền Nhi, hình như nàng không nghe được thanh âm. Còn chưa tới trước mặt, Hưng Mộng Kiếm Thánh liền tới đón, lặng lẽ truyền âm. Không nghe được thanh âm. Trương Huyền sững sờ. Vừa rồi chúng ta đã hô, có điều không có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí ngay cả đầu cũng không có xoay, hình như nghe không được thanh âm. Hưng Kiếm Thánh nói, nàng hẳn là hết sức chăm chú phá giải đồ án trên mặt tường, mục đích làm như vậy là cái gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Mộng Kiếm Thánh cũng lặng lẽ chỉ. Đồ án. Lúc này Trương Huyền mới nhìn lại bức tường, quả nhiên thấy trên tường vẽ một bộ đan thanh to lớn, sinh động như thật, như một thế giới bị phong ấn ở phía trong. Trong cơ thể Triệu Nhã không ngừng tản mát ra khí tức băng lãnh, dường như muốn tháo ra phong ấn gia trì trên đan thanh. Dựa theo tình huống bình thường, bản thân đi vào đại điện, lại hô một tiếng, đối phương khẳng định sẽ phát hiện, nhưng giờ phút này một điểm phản ứng cũng không có, chỉ sợ thật giống như cha mẹ nói, không nghe được thanh âm. Bọn họ là ai? Đã nhìn thấy Triệu Nhã, nàng cũng không bị tổn thương, Trương Huyền lại không lo lắng, mà híp mắt lại, nhìn về phía 8 thanh niên. Vừa rồi ta hỏi, bọn họ là, cường giả chư tử Bách Gia. Hưng Kiếm Thánh nói, chư tử Bách Gia. Trương Huyền cau mày, bọn họ không phải đời sau của 72 thánh ư. Vì sao muốn bắt Triệu Nhã, trên bức họa này phong ấn lại là cái gì? Lúc trước vẫn cho là dị linh tộc bắt đám người Triệu Nhã. Đối phương vô cùng hung ác, làm ra loại chuyện này, cực kỳ bình thường, nhưng chư tử Bách Gia, khổng sư truyền thừa, lấy lễ xưng danh. Vì sao làm ra loại hoạt động vi phạm đạo đức, không báo tin người khác, liền trực tiếp bắt người? Không phù hợp đạo lý A-Hát. Hơn nữa mấu chốt là, phía ngoài đại điện nắm giữ 72 thánh tượng, thân là hậu bối, không những không tế bái, ngược lại để tâm một bức tranh, chẳng lẽ trong bức họa này ẩn giấu một loại cơ mật nào đó? Nghĩ đến cái này, cũng nhìn không được nữa, nhìn lại bức đan thanh trước mắt. Bức tranh bày ra ở trên vách tường, từ xa nhìn lại. Mang theo tang thương xuyên thấu lịch sử, thời gian, không gian hoàn mỹ giao hòa, lấy minh lý chi nhãn của hắn cũng thấy không rõ lắm. Chỉ cảm thấy trong hình vẽ, truyền đến từng cơn khí tức cuồn cuộn, khí thế hào hùng, để cho người ta liếc mắt liền rơi vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Ngươi nói, có thể đây là Xuân Thu Đại Điển hay không? Đột nhiên, thanh âm của Hưng Kiếm Thánh vang lên ở bên tai. Chương 3290, cơ duyên tấn thăng cổ thánh 1. Xuân Thu Đại Điển. Trương Huyền sửng sốt. Xuân Thu Đại Điển theo như truyền thuyết là pháp bảo mạnh nhất của khổng sư, có người nói là thư tịch, có người nói là vũ khí, cũng có người nói là một loại đồ vật không gian. Cụ thể là cái gì, không ai thấy qua, không thể thống nhất kết luận, có phải là một bức họa hay không? Hưng Kiếm Thánh phân tích nói. Nếu không, cường giả của chư tử Bách Gia, vì sao vừa đến liền phá giải phong ấn nơi này? Hơn nữa, biết Triệu Nhã có năng lực đặc thù này. Trước thời hạn liền bắt đi. Trương Huyền suy nghĩ. Phụ thân nói không phải không có lý. Ngoại giới truyền tin tức, cũng không nhất định chính xác, thật giống như cầm trong tay mẫu phù, liền có thể đi vào chủ điện, mẫu phù trong tay hắn, nhưng chủ điện ở đâu? Đến bây giờ còn không có nhìn thấy tung tích. Xuân Thu Đại Điển, trong truyền thuyết là thư tịch, chưa hẳn không thể là một bức họa. Tiếp tục nhìn bức tranh, phong ấn che lấp lại, mặc dù nội dung thấy không rõ lắm. Lại có thể nhìn ra trong đó tuyết trắng bao phủ, thoáng có chút hoang vu, một bộ trời đông giá rét. Quả nhiên có thời gian pháp tắc. Cẩn thận cảm thụ một chút, trong bức tranh này, không chỉ có lực lượng không gian, còn có thời gian lan tràn, nói cách khác, thời gian trong tranh, cùng tốc độ thời gian ở ngoại giới trôi qua là không tương đồng. Ngoại giới chẳng qua cuối thu, mà trong bức tranh, đã trời đông giá rét. Trong bức họa, có thời gian tồn tại, chẳng lẽ... Thật sự là Xuân Thu Đại Điển. Nếu thật, vô luận như thế nào cũng phải cướp đoạt tới tay, mặc kệ đối phương có phải chư tử Bách Gia hay không, cũng sẽ không lưu tình. Đúng, ta không nhận ra,
Tiểu Phù Phù khẳng định có thể nhận ra. Trong lòng Trương Huyền hơi động. Hắn đối với tin tức thượng cổ hiểu rõ không nhiều, nhưng Tiểu Phù Phù khác biệt, là khổng sư chuyên môn luyện chế ra, là chìa khóa đi vào khổng miếu, khẳng định có thể nhận ra Xuân Thu Đại Điển đến cùng là loại bộ dáng nào. Nghĩ đến cái này, tinh thần Trương Huyền khẽ động truyền âm qua. Xuân Thu Đại Điển, như vậy người cũng nghĩ ra, đây là tứ quý đồ của khổng sư. Tiểu Phù Phù ở trong không gian gấp duỗi lưng một cái, lá bùa ở dưới gió thổi ong ong tác hưởng. Tứ quý đồ. Thời điểm tới, ngươi không có phát hiện phía ngoài lầu các à. Xuân hạ thu đông, đại biểu bốn mùa. Tiểu Phù Phù giải thích. Trương Huyền sững sờ, nhẹ gật đầu. Lúc ấy nhìn thấy cái gọi là xuân noãn lâu, hạ táo lâu, vẫn không để ý, giờ phút này nói chuyện, quả là thế. Hơn nữa bí thuật khổng sư đột phá đại thánh, là lấy bản thân làm thiên địa, diễn biến xuân hạ thu đông, một năm bốn mùa. Sẽ có liên hệ nhất định hay không? Tứ quý đồ này có tác dụng gì, để cường giả chưa tử bách ra dụng tâm như thế? Biết không phải là Xuân Thu Đại Điển, trong lòng Trương Huyền hơi có chút thất lạc, đồng thời tò mò. Coi như không phải Đại Điển, đoán chừng cũng là bảo vật không kém, nếu không không có khả năng để nhiều cường giả để ý như vậy. Tứ quý đồ, thoạt nhìn là một bức tranh, trên thực tế ẩn chứa xuân hạ thu đông bốn mùa, hơn nữa tốc độ thời gian trôi qua, so với bên ngoài nhanh hơn. Có lẽ là chừng gấp 2. Nói cách khác, ở bên trong tu luyện 2 năm, bên ngoài mới qua 1 năm. Đối với bồi dưỡng nhân tài mà nói, tuyệt đối là bảo vật rất tốt. Tiểu Phù Phù nói. Trương Huyền gật đầu, rất tán thành. Sở dĩ Trương gia trở thành đệ nhất gia tộc, lâu dài không suy, chủ yếu nhất là nắm giữ huyết trì, linh hồn có thể có thời gian dài hơn cảm ngộ công pháp tu luyện võ kỹ. Tổng bộ danh sư đường, thiên tài vô số, danh sư cửu tinh chỉ điểm, ít đi đường quanh co, là một phương diện. Càng quan trọng hơn là nắm giữ Xuân Thu Điện, cùng ngoại giới có thời gian sai biệt. Trịnh Dương tiến bộ nhanh như vậy, so với hắn còn muốn nhanh chóng, chiến sư đường truyền thừa chỉ là thứ nhất, một nguyên nhân khác, là đi vào đây tu luyện. Chương 3291, cơ duyên tấn thăng cổ thánh 2. Tứ quý đồ này, một năm thành 2 năm, quả thực xem như bảo vật không kém. Chẳng qua theo ta được biết, bản vẽ này, trọng yếu nhất không phải là thời gian chênh lệch, mà là khổng sư phong cấm một bộ phận thiên địa. Dừng lại một chút, nhớ ra cái gì đó, Tiểu Phù Phù tiếp tục nói. Phong ấn thiên địa. Trương Huyền sửng sốt, ngay sau đó cười cười. Trong bức họa này, ẩn chứa lực lượng không gian, phong cấm một bộ phận thiên địa là bình thường. Không gian gấp bình thường, là mở ra một phương thiên địa, có thể dung nạp đồ vật, lại không cách nào để sinh mệnh ở lâu dài, tỉ như chữ vật giới chỉ. Cao cấp một chút thì giống như nhà kính. Có thể chữ sinh mệnh, thực vật sinh trưởng, nhưng thời gian dài không câu thông ngoại giới, môi trường sinh thái sẽ bị phá hư, dần dà linh khí suy yếu, sinh mệnh khó mà tiếp tục. Hiện tại không gian gấp của hắn là loại cấp bậc này, cần linh khí cung cấp mới có thể phát triển, mà không giống danh sư đại lục, có thể tự mình sinh ra linh khí, sinh ra sinh mệnh mới, tạo thành một trạng thái cân bằng. Bức họa này, có thời gian pháp tắc, có thể diễn biến xuân hạ thu đông, có lẽ giống như thế giới rừng rậm trước đó. Có thể thai nghén sinh mệnh, tự động sinh ra linh khí, tự nhiên cao cấp hơn không gian gấp. Khổng sư chế tạo ra, phong cấm một phương thiên địa ở bên trong, cũng không kỳ lạ. Là rất bình thường, nhưng ngươi cần nghĩ kỹ, đây chính là một phương thiên địa thời kỳ thượng cổ. Tiểu Phù Phù nói, thiên địa thời kỳ thượng cổ, vậy thì sao, còn có thể khác biệt thiên địa hiện tại sao? Nhiều nhất linh khí dồi dào một chút mà thôi. Trương Huyền không để ý lắm. Thời kỳ thượng cổ, có thể sinh ra nhiều đại năng như khổng sư cùng 72 thánh, linh khí nhất định càng thêm dồi dào, nhưng này lại như thế nào? Phong cấm một phương thiên địa, dù sao cũng là tiểu thiên địa, không có khả năng so sánh với danh sư đại lục. Không bình thường. Lời còn chưa dứt, con người của Trương Huyền co rụt lại. Người nói là, phong cấm một phương thiên địa lúc ấy. Chẳng phải chứng tỏ, ở đây, có cơ hội đột phá đến cổ thánh. Dương Sư cùng Hưng Kiếm Thánh từng nói không ít chuyện liên quan tới phương diện cổ thánh, gần 1 vạn năm qua, vùng thế giới này, tựa như mất đi cái gì, không ít tu luyện giả, rõ ràng đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, nhưng không cách nào đột phá ràng buộc cuối cùng, thành tựu cổ thánh. Nguyên nhân chính là như vậy, cổ thánh mới tự nguyện ngủ say, lúc chiến đấu tỉnh lại, chỉ vì kéo dài sinh mệnh. Gần 1 vạn năm trước, nếu như phương thiên địa này là khổng sư phong cấm, chẳng phải đại biểu. Loại đồ vật này vẫn tồn tại,
có thể khiến người đột phá đến cảnh giới kia. Đúng vậy, nếu không ngươi cho rằng những người này vì cái gì dùng sức như vậy? Tiểu Phù Phù tiếp tục nói. Thì ra là thế, bức họa này, dính dáng cơ duyên đột phá cổ thánh. Khó trách liều mạng như vậy. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Tuy hiện tại hắn là kim thân cảnh đỉnh phong, nhưng cách cổ thánh cũng rất gần, tìm không thấy loại cơ duyên này, một mực vây ở đại thánh cảnh, tuyệt đối là một loại dằn vặt. Hiện tại cơ duyên đang ở trước mắt, vô luận như thế nào cũng phải đạt được. Cảm ơn nhắc nhở, Tiểu Phù Phù, đột nhiên phát hiện ngươi vẫn có chút tác dụng. Con mắt Trương Huyền sáng lên, cười ha ha một tiếng. Nếu không phải đối phương biết những bí ẩn này, làm không cẩn thận sẽ bỏ lỡ bảo vật a. Tiểu Phù Phù, nhìn thấy con trai cười ngây ngô, Hưng Kiếm Thánh sửng sốt một chút, không hiểu ra sao. Đây là, cao hứng điên rồi sao? Chương 3292, tác dụng của Hàn Băng Tinh Thạch 1. Tiểu Phù Phù cùng Trương Huyền truyền âm giao lưu, Hưng Kiếm Thánh tự nhiên không biết, còn tưởng rằng lúc trước nói bức họa này có thể là Xuân Thu Đại Điển, nhi tử mới hưng phấn đến bây giờ. Chỉ là, nói mấy phút rồi, lúc này mới cười rực rỡ như vậy. Thần kinh phản ứng quá chậm đi. Huyền Nhi, sợ hắn sẽ cười tắt thở, Hưng Kiếm Thánh nhịn không được hô một tiếng. Trương Huyền khôi phục lại. Phụ phân, mẫu thân, bức họa này, chúng ta nhất định phải đạt được. Hắn cách cổ thánh còn có một đoạn thời gian, nhưng cha mẹ đều đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, tùy thời có thể bước ra một bước cuối cùng, nếu như có thể có được bức họa này, để bọn họ tấn cấp. Mình sẽ không có áp lực chút nào, trốn ở sau lưng cha mẹ, làm một nhị thế tổ không buồn không lo. Tốt! Thấy nhi tử nói ra lời này, hai người đồng thời gật đầu. Ong ong ong! Thời điểm nói chuyện, Triệu Nhã không ngừng công kích đến, phong ấn trong hình vẽ bắt đầu dao động, như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Nhanh! Thấy cảnh này, ánh mắt của tám thanh niên đồng thời sáng lên. Răng rác, răng rác! Ngay thời điểm tất cả mọi người chuẩn bị, sau khi phá vỡ phong ấn, đi vào bức tranh tìm được hạch tâm lấy nó đi, đột nhiên, trong tranh vang lên thanh âm khối băng nghiền nát, dòng sông lúc trước đóng băng dần dần hòa tan. Nguy rồi, tăng tốc độ, không thì một khi đợi mùa xuân trong tranh đến, băng hàn chi khí sẽ vô dụng. Một thanh niên hô lên, đi tới sau lưng Triệu Nhã, đưa tay truyền một đoàn chân khí tinh thuần vào trong cơ thể nàng, trợ giúp nàng mau chóng loại bỏ phong ấn. Mấy người khác dường như cũng ý thức được vấn đề, vội vã đi tới trước mặt, chân khí thông qua phương pháp đặc thù, rót vào trong cơ thể Triệu Nhã, để tốc độ nàng phá giải phong ấn lập tức tăng tốc. Mùa xuân trong tranh đến, chẳng lẽ phong ấn trên bức họa này, cùng mùa có liên quan? Trương Huyền tiếp tục hỏi thăm. Tứ quý đồ, bốn mùa luân chuyển, phong ấn tương đồng mới có thể che lại lực lượng thiên địa, không tiết ra ngoài. Bọn họ hẳn là suy tính ra, hiện tại vừa vặn ở mùa đông, mới bắt học sinh của ngươi tới. Mùa đông, đối ứng là phong ấn thuộc tính băng hàn, thuần âm thể, vừa vặn phù hợp. Bất quá một khi đến mùa xuân, phong ấn mùa xuân sẽ lần nữa sinh ra, không có loại lực lượng này, căn bản không phá nổi. Tiểu Phù Phù nói, hiện tại băng tuyết hòa tan, đường sông khơi thông, mùa xuân hẳn sắp tới, có cần đi qua hỗ trợ, trước phá vỡ phong ấn lại nói hay không? Trương Huyền nói, phong ấn mùa xuân, phá giải như thế nào hắn không rõ ràng, đến lúc đó không giải quyết được, còn không bằng hiện tại hỗ trợ xử lý, còn bức tranh này, cuối cùng bị ai đạt được, khẳng định vẫn phải dựa vào thực lực nói chuyện. Nắm giữ năm đại vương giả, nhiều binh khí như vậy, tám cường giả chưa tử bách ra trước mắt, coi như mạnh mẽ, cũng khẳng định không chống lại được. Từ thế giới băng tuyết đi ra là đại thành điện, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là trùng hợp? Tiểu Phù Phù khẽ nói. Cái này. Trương Huyền sững sờ, ngay sau đó con mắt càng ngày càng sáng, bừng tỉnh hiểu ra. Trong tranh vẽ, hiện tại là trời đông giá rét, đâu đâu cũng có băng tuyết, nên sẽ gặp được thế giới băng tuyết, chẳng lẽ? Nghĩ đến cái này, cổ tay khẽ đảo, hàn băng tinh thạch lúc trước bị đặt ở trong tế đàn, lập tức xuất hiện. Thời khắc này tinh thạch đã không còn lạnh lẽo như lúc trước, ngược lại mang theo một loại cảm giác ôn nhuận, như tranh vẽ trước mắt, đang thay đổi về mùa xuân. Thì ra là thế. Trương Huyền giật mình. Chương 3293, tác dụng của hàn băng tinh thạch 2. Cái gọi là thế giới băng tuyết, cũng không chuẩn xác, chính xác hẳn là thế giới bốn mùa. Ở đây, có thể cảm nhận được bốn mùa chân chính biến hóa. Chỉ bất quá thời điểm hắn tiến vào, vừa vặn là mùa đông, mới tuyết bay đầy trời. Khống chế thế giới biến hóa chính là khối tinh thạch trong tay,
nếu không bị lấy đi, thời khắc này thế giới băng tuyết khẳng định cũng xuất hiện một màn bông tuyết hòa tan, đại địa ấm lại. Cái tinh thạch này, chính là mấu chốt phá vỡ phong ấn. Tiểu Phù Phù nói. Thấy giống như dự đoán, Trương Huyền gật đầu, hơi nghi hoặc một chút. Ngươi không phải cái gì cũng không biết sao, làm sao đột nhiên rõ ràng như vậy. Cái tên này, thời điểm vừa tới thế giới rừng rậm, cái gì cũng không biết, bây giờ lại chậm rãi nói, trước thời hạn biết, vì sao lúc trước không nói. Hẳn là khổng sư tiến hành phong ấn ký ức của ta, chỉ có đi vào cung điện đối ứng, mới có thể rõ ràng, nếu không hoàn toàn không biết gì cả, giống như bây giờ ngươi hỏi ta. Sáu cung điện khác của Khổng Miếu, trừ Đại Thành Điện còn có cái gì? Ta cũng không rõ ràng. Tiểu Phù Phù nói. Được rồi. Trương Huyền bất đắc dĩ. Cũng đúng, coi như cầm trong tay truyền thế mẫu phù, muốn chân chính đạt được khổng sư lưu lại bảo vật cũng cần cơ duyên, nếu không đồ vật lưu lại, chẳng phải đều bị một người đạt được. Có khối tinh thạch này, phòng ấn kia, ta có thể tùy ý phá giải, đã như vậy. Rõ ràng mình bởi vì từng tiến vào thế giới băng tuyết, ngược lại càng có ưu thế hơn so với mọi người, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía đám người chư tử bách gia đang phá giải phong ấn, khóe miệng nâng lên. Giờ phút này tám thanh niên song song đứng ở sau lưng Triệu Nhã, một cái kết nối một cái, toàn bộ chân khí truyền vào trong cơ thể nàng, hàn khí liên tục không ngừng, điên cuồng va chạm phong ấn, tựa như lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Các ngươi vô thanh vô tức bắt đi Triệu Nhã, lại làm cho không nghe nàng được thanh âm của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, tính toán tốt thời cơ, đột nhiên thân thể khẽ động, thân ảnh hóa thành tia chớp, thẳng tắp bay qua trên đầu mọi người. Tốc độ của hắn cực nhanh, còn thiêu đốt huyết mạch Trương gia, tất cả mọi người còn không có phản ứng lại, đã đi tới trên đầu Triệu Nhã. Phong ấn, ngón tay chỉ vào không trung. Lực lượng mọi người tràn vào trong cơ thể Triệu Nhã, lập tức bị chặt đứt, đồng thời bị phong ấn ở trong cơ thể nàng. Ầm ầm. Chân khí của tám người ở lại trong cơ thể nữ hài, phảng phất như tám người quán đỉnh cho nàng. Trong nháy mắt vô số chân khí xung kích kinh mạch, lực lượng liên tục tăng lên. Răng rác, răng rác. Không đến hai cái hô hấp, liền đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn. Lão sư, tu vi tấn thăng, Triệu Nhã giống như đột phá một loại ràng buộc nào đó, cả người tỉnh táo lại, nhìn thấy Trương Huyền đang huyền phù ở trên không, ánh mắt sáng lên. Trước phong cấm chân khí trong cơ thể. Thời điểm xung kích cổ thánh lại dùng. Biết tuy nữ hài tấn cấp, nhưng lực lượng trong cơ thể vẫn không dùng hết, Trương Huyền truyền qua phương pháp phong cấm, giải thích nói. Tám người truyền lực cho nàng, đều là bất hủ cảnh đại viên mãn, lực lượng tám người kết hợp, cho dù Triệu Nhã xung kích cảnh giới mạnh nhất dưới cổ thánh vẫn còn lại không ít. Dựa vào tinh thần không thể lãng phí, để nàng phong cấm những lực lượng này, về sau lại dùng, nếu không chỉ có thể uổng phí. Trương Huyền. Người tự tìm cái chết. Không nghĩ tới trợ giúp Triệu Nhã phá giải lực lượng phong ấn, bị giữ lại ở trong cơ thể người sau, giúp đối phương tăng lên tu vi, tám thanh niên đồng thời giận dữ, sắp bùng nổ. Chương 3294, phá vỡ phong ấn 1. Tự tìm cái chết, ta xem là các ngươi tự tìm cái chết a. Huyền phù trên không, Trương Huyền mang theo lạnh lùng, thanh âm càng ngày càng vang dội. Bắt học cho ta đi, cấm đoán tự do. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, để nàng giúp các ngươi tiêu hao lực lượng loại bỏ phong ấn. Đây là chư tử bách gia, tuân thủ lễ tiết, khổng sư lưu lại truyền thừa, lại không tuân thủ quy củ. Đối với đám người này, hắn không có chút hảo cảm nào. Tới anh sư đại lục, không phải ép buộc khiêu chiến Lạc gia, chính là Trương gia, bắt đi học sinh của hắn, liên hợp với dị linh tộc. Mỗi một sự tình đều để người tức giận. Chúng ta làm như vậy cũng là vì nhân tộc. Trong đám người, một thanh niên hét lớn. Vì nhân tộc, ta cũng là vì nhân tộc, đánh bọn hắn nằm xuống cho ta. Chẳng muốn nói nhảm với đối phương, cổ tay Trương Huyền rung lên. Rầm. Năm đại thánh thú, vô số vũ khí bay ra, thẳng tắp bao phủ tám thanh niên của chư tử bách gia. Ngươi. Không nghĩ tới tên này trực tiếp động thủ, tám người đều sắp nổ tung, có điều lúc này không có thời gian nói nhảm, vội vàng nghênh chiến. Lão sư. Triệu Nhã có chút lo lắng nhìn lại. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại bị bọn họ bắt đi? Nói kỹ càng một chút, vì sư thay ngươi làm chủ. Trương Huyền nhìn lại. Là như vậy. Triệu Nhã nói ra sự tình. Liên minh đế quốc, Trương Huyền trở về Trương gia, nàng để mọi người băng nguyên cung trước về, ở liên minh điều chỉnh một đoạn thời gian, củng cố tu vi vừa mới tấn thăng, Ngụy Như Yên thủ hộ giúp nàng,
lấy hai người liên hợp, thiên hạ có thể chống lại cũng không nhiều, nên không có suy nghĩ nhiều. Nhưng thời điểm vừa rời liên minh, lại gặp một thanh niên. Đối phương cũng không phải trực tiếp ra tay, mà biểu lộ thân phận, là cường giả chư tử Bách gia, việc quan hệ cơ mật, muốn dẫn các nàng đi một chỗ. Hai người đương nhiên sẽ không đồng ý, hai bên giao thủ, rất nhanh thì bị bắt, lúc này còn muốn đưa tin đã không kịp. Về sau một mực bị giam cầm, có điều đối phương cũng không bạc đãi, trái lại còn có cường giả chuyên môn giảng giải nghi vấn khó xử lý trên việc tu luyện, cung cấp đầy đủ tài nguyên tấn thăng tu vi, còn truyền thụ phương pháp phá giải phong ấn. Còn vì sao muốn phong bế lục thức, là bởi vì cái phong ấn này phong tỏa một thế giới, trong quá trình phá giải, tinh thần sẽ gặp phải phản vệ cực lớn, không phong cấm mà nói, rất dễ dàng bị tổn thương không thể khôi phục. Bọn hắn bảo ngươi phá giải phong ấn, ngươi liền phá giải. Trương Huyền cau mày. Học sinh này của mình tính tình nóng nảy, Ngụy Như Yên cũng không phải đèn đã cạn dầu, lúc nào nghe lời như thế. Bị người bắt không nói, bảo phá giải phong ấn liền phá giải, không có một chút phản kháng. Bọn họ nói. Triệu Nhã hơi đỏ mặt, cắn môi nói. Chỉ cần trợ giúp phá vỡ phong ấn, thu hoạch cơ duyên đột phá cổ thánh, sẽ cho lão sư một danh ngạch. Cho ta. Trương Huyền sững sờ. Vâng, bọn họ nói. Ngươi là nhân vật thiên tài nhất của danh sư đại lục hiện nay, chư tử Bách gia cùng danh sư Đường, đều truyền thừa từ Khổng sư, vốn là một thể, chỉ cần chúng ta làm ra cống hiến, ban tặng một danh ngạch cực kỳ đơn giản. Triệu Nhã xấu hổ. Vì lẽ đó, liền nghe bọn họ dặn dò. Trương Huyền lắc đầu, trong lòng có chút tức giận, lại có chút cảm động, khoát tay áo, trên mặt lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Ngươi lúc nào thì không yên lòng với lão sư như thế. Coi như cổ thánh khó đột phá, Trương Huyền ta cũng không tới mức để học sinh vì ta tìm kiếm cơ hội. Cũng sẽ không cầm tự do của học sinh đổi lấy. Yên tâm, thật có loại cơ duyên này, người khác có thể được, vi sư cũng nhất định có thể được, người khác không chiếm được, vi sư cũng sẽ lấy đến trong tay. Lão sư, ta sai rồi. Chương 3295, phá vỡ phong ấn 2. Thanh âm của Triệu Nhã càng ngày càng nhỏ. Tốt rồi. Trương Huyền khoát tay áo. Niệm tình điểm xuất phát của ngươi là tốt, chuyện này liền bỏ qua. Nói xong, Trương Huyền xoay người lại. Dừng tay. Phần phật. Năm đại thánh thú, rất nhiều vũ khí đồng loạt bay đến trước mặt. Lúc này tám thanh niên đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, không còn bộ dáng tiêu sái như lúc trước. Các ngươi bắt học sinh của ta, không tuân quy tắc, đây chỉ là trừng phạt nhỏ cảnh cáo lớn, cho các ngươi biết, muốn động học sinh của ta, thì phải thừa nhận kết quả. Nể tình các nàng không có bị thương, nên không hạ sát thủ. Hiện tại chỉ cần trả lời mấy vấn đề của ta, liền có thể rời đi. Trương Huyền nhìn qua. Thứ nhất, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, đường đường chư tử Bách gia, lại lén lén lút lút bắt người. Thứ hai, các ngươi cùng dị linh tộc, có phải đã liên minh hay không? Hoặc là, những dị linh tộc kia, là thuộc hạ các ngươi thuần phục. Biết người chư tử Bách gia không tổn thương Triệu Nhã, trong lòng liền toát ra một ý nghĩ. Có phải lần trước đám người thanh niên trắng nõn đi cùng dị linh tộc, thật ra là sủng vật chư tử Bách gia luyện hóa? Tựa như mình, cũng luyện hóa một thi thể dị linh tộc cổ thánh, trong thiên đạo chi thư, càng trấn áp một ngoan nhân. Cũng không thể bởi vì như vậy, liền nói bản thân liên minh với dị linh tộc nha. Chúng ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh, về phần tại sao thì không rõ ràng. Việc này xin lỗi chúng ta không cách nào trả lời. Trong đám người, một thanh niên khuôn mặt bị đánh như đế giày. Cắn răng nói. Không cách nào trả lời. Vâng. Thanh niên gật đầu. Không nói cũng không có gì, ta sớm muộn gì cũng sẽ biết, hiện tại, ta không muốn giết các ngươi, cút đi. Lông mày Trương Huyền dương lên, vung ống tay áo. Hắn tiếp thu qua ân huệ của Khổng sư, bốc thương cổ thánh, nhiễm cầu cổ thánh, cũng cho hắn rất nhiều trợ giúp, những người này là hậu nhân của hắn, cũng không phải liên hợp với dị linh tộc, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta không đi. Thanh niên cắn răng. Ném ra. Không thèm để ý đối phương, Trương Huyền run tay lên, rất nhiều thánh thú, vũ khí lần nữa vọt tới. Thời gian không dài, tám người liền bị ném ra phạm vi đại thành điện. Bị ném ra, không còn thể chất đặc thù của Triệu Nhã, thì không còn cách nào đi vào. Xử lý xong mọi người, Trương Huyền lần nữa nhìn về phía bức tranh trước mắt, giờ phút này tuyết cùng băng đã hòa tan không sai biệt lắm. Phong ấn cũng biến thành một hình dáng khác, cùng lúc trước Triệu Nhã hóa giải hoàn toàn khác biệt. Lão sư, phong ấn thay đổi, ta, lúc trước học tập phương pháp đã vô dụng.
Sắc mặt Triệu Nhã trắng nhợt, chân khí luân phiên xông về phía trước, lại phát hiện phong ấn không còn bất kỳ biến hóa nào, phong ấn trong hình vẽ đã triệt để biến thành mùa xuân. Không sao, ta có biện pháp. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay điểm một cái. Ông, từ thế giới băng tuyết lấy được viên hàn băng tinh thạch kia huyền phù ở trước mắt, nhẹ nhàng nhấn một cái. Hô, tinh thạch lập tức bay về phía phong ấn, vừa đến trước mặt, lập tức quay tròn, thời gian nháy mắt, lực lượng trên phong ấn liền bị thôn phệ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Thấy thứ này quả nhiên giống như tiểu phù phù nói, có tác dụng phá giải phong ấn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, gọi đám người Hưng Mộng Kiếm Thánh. Vào xem. Nói xong, đi đầu bay về phía phong ấn phá vỡ. Mọi người không chần chờ theo sát lên, thời gian nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chương 3296, điều kiện đột phá cổ thánh 1. Năng lực thư họa đạt tới cao nhất, có thể đi vào thế giới trong tranh, để cho người ta sinh tồn cũng không tự biết. Truyền thuyết mấy vạn năm trước, thư họa sư công hội xuất hiện qua một vị thư họa sư đứng đầu nhất, vẽ một phương thế giới, cùng một mỹ nữ ở chung lâu, vậy mà sinh ra yêu thương, đi vào trong tranh, sau đó không đi ra nữa. Bức tranh trên vách tường, bất luận ý cảnh hay khống chế thời không, đều vượt xa thư họa sư vẽ người yêu kia, tiến vào bên trong, tựa như đi vào một không gian gấp to lớn, vô cùng vô tận, liếc mắt không nhìn thấy phần cuối. Trong bức họa này có linh khí, hơn nữa còn cực kỳ nồng đậm. Đứng ở trên một khối nham thạch, Trương Huyền hít sâu một hơi, âm thầm cảm xúc năng lực thư họa của khổng sư mạnh mẽ. Có thể làm được điểm ấy, lý giải thư họa khẳng định vượt qua cửu tinh, đạt đến cảnh giới phản phác quy chân. Thế giới trong tranh trước mắt, một tơ một hào, đều không có gì khác biệt ngoại giới, long cốt thần thương run rẩy, cũng có thể đâm thủng không gian, tiến hành xuyên toa, mấu chốt nhất là, sau khi phá hoại không gian, đồng dạng có thể phục hồi từ từ. Nếu như không biết là một bức họa, sẽ tưởng tượng không ra là ột hoàn cảnh giả lập. Phụ phân, mẫu thân, các ngươi thử một chút, nơi này có phải có cơ duyên để cho người ta đột phá cổ thánh hay không? Tìm một chỗ trống, Trương Huyền gọi Hưng Mộng Kiếm Thánh tràn đầy khiếp sợ. Hiện tại tu vi của hắn mới kim thân cảnh đỉnh phong, coi như muốn cảm thụ cũng làm không được, cha mẹ khác biệt, đã đạt đến cao nhất, cách cảnh giới này chỉ kém một bước. Rõ ràng nhi tử nói như vậy, nhất định có mục đích của mình, hai người cũng không nhiều lời, đồng thời ngồi xuống, yên tĩnh tu luyện. Kèm theo bọn họ tu luyện, linh khí trên bầu trời lập tức vương xuống, dọc theo huyệt đạo tràn vào trong cơ thể, khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh. Quả thực có thể cảm nhận được bình chướng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá giải. So với ngoại giới thì buông lỏng hơn nhiều. Thời gian không dài, hai người ngừng lại, đồng thời đứng dậy. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên. Lúc trước chỉ là hắn cùng tiểu phù phù suy đoán, nếu thật có thể khiến người ta đột phá cổ thánh, giá trị của bức họa này thật sự quá lớn. Đã như vậy, hiện tại các ngươi liền nghĩ biện pháp đột phá. Trương Huyền cười nói. Vừa rồi trong Đông Hàn Lâu, cường giả của chư tử Bách Gia bị ném ra ngoài, vị cổ thánh lúc trước ngăn cản hắn kia, nhất định tức sắp bùng nổ. Nếu như giờ phút này cha mẹ đột phá đến cổ thánh, coi như người này muốn ra tay cướp đoạt bức họa, khẳng định cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Hiện tại đột phá. Nghe nói như thế, Hưng Kiếm Thánh, Mộng Kiếm Thánh nhìn nhau, sau đó cười khổ. Người nghĩ cổ thánh quá đơn giản. Mặc dù nơi này phong cấm thiên địa thời kỳ thượng cổ, nắm giữ khí thức cùng lực lượng có thể để người ta đột phá cổ thánh, nhưng muốn thành công, cũng cần tiêu phí không biết bao nhiêu tâm huyết, không có khả năng một lần liền thành. Hưng Kiếm Thánh nói, năm đó, khổng sư có 3.000 đệ tử, nhưng đạt tới cổ thánh chỉ có 72 người, cũng không phải người người đều đột phá thành công. Muốn đột phá cảnh giới này, loại khí thức kia, là mang tính then chốt, nhưng bản thân tích lũy không đủ, cho dù có thứ này cũng vô dụng. Trương Huyền sững sờ. Cũng đúng. Phụ phân nói không sai, bất kỳ cảnh giới nào cũng khó có khả năng một lần liền thành, đặc biệt là cổ thánh, lĩnh ngộ đối với thiên địa tự nhiên, không đạt tới, cho dù có điều kiện đột phá, cũng không có khả năng thành công. Dù sao thời kỳ thượng cổ, cũng không phải người người đều là cổ thánh, có thể đạt tới loại cấp bậc này, từng cái đều là thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Khí tức đột phá cổ thánh, đến cùng là cái gì? Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua. Ta cũng nói không ra. Có điều hậu nhân lấy tên cổ thánh lực, tích lũy đầy đủ, có loại vật này, mới có thể cá chép nhảy long môn, một lần công thành, hai loại thiếu một thứ cũng không được. Chương 3297, điều kiện đột phá cổ thánh 2. Hưng Kiếm Thánh giải thích,
cổ thánh lực. Trương Huyền gật đầu. Thứ này là một mực tồn tại, hay sẽ biến mất? Thứ này, từ đâu mà đến, vì sao lại xuất hiện, ta cũng không rõ ràng, có điều có lẽ giống như một ít khoáng thạch chân quý, thuộc về tài nguyên không thể tái sinh, một khi tiêu hao hầu như không còn, muốn sinh ra gần như không có khả năng. Năm đó, ở trên đại lục không cách nào xuất hiện cổ thánh mới, khủng hoảng kéo dài hơn ngàn năm. Vô số người thiên tư tuyệt diễm, tích lũy đầy đủ, cũng không cách nào bước ra cảnh giới kia. Lúc này mới phát giác cổ thánh lực tồn tại. Hưng Kiếm Thánh chậm rãi nói. Quãng lịch sử này, làm tộc trưởng, miệng tai truyền thừa, hắn biết rất rõ ràng. Đoạn thời gian kia, có thể nói là thời kỳ hắc ám của danh sư đại lục, cũng là thời khắc nguy hiểm tàn khốc nhất. Tu luyện đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn, lại không cách nào đột phá, sợ hãi có thể tưởng tượng được. Lại thêm dị linh tộc không ngừng tấn công, danh sư đường có đoạn thời gian lòng người bàng hoàng. Suýt chút nữa thất thủ, triệt để sụp đổ. May mắn lúc ấy cổ thánh còn tại thế làm ra quyết định. Ngủ say, lúc này mới giải quyết tai họa ngầm, để khủng hoảng biến mất. Nếu không, nhân tộc khả năng sớm đã không tồn tại nữa. Cổ thánh lực, là đồ vật đột phá cổ thánh ắt không thể thiếu, trừ cái này, muốn đột phá cổ thánh còn cần cái gì? Trương Huyền nói, cha mẹ không cách nào đột phá, tích lũy không đủ là nguyên nhân chủ yếu nhất, nhưng thế nào mới gọi tích lũy đầy đủ? Nói cách khác, trừ cổ thánh lực, còn cần điều kiện nào mới có tư cách xung kích cảnh giới chí cao vô thượng kia? Cổ thánh, từ xưa đến nay, đều là đại biểu của người mạnh nhất, bởi vậy như thế nào đột phá, sớm đã có người nghiên cứu qua. Thứ nhất, nhất định phải có cổ thánh lực. Thứ hai, tâm cảnh nhất định phải đạt tới 30. Không, thứ ba, cảnh giới linh hồn đạt tới 100 vạn cây số. Hưng Kiếm Thánh nói, cảnh giới linh hồn, 100 vạn cây số. Trương Huyền nhíu mày. Đây là cái gì? Cổ thánh lực, mới vừa nói, tâm cảnh 30. Không, có thể lý giải, nhưng cảnh giới linh hồn. 100 vạn cây số, có ý tứ gì? Rất đơn giản, chính là linh hồn lực ngưng tụ thành tơ lan ra xa, có thể kéo dài khoảng cách lớn nhất, là cảnh giới linh hồn của ngươi. Hưng Kiếm Thánh nói. Trương Huyền sững sờ. Linh hồn lực của hắn trải qua sấm chớp, thiên hỏa rèn luyện nên cực kỳ cường đại. Đã từng dò xét qua hoàn cảnh chung quanh, nhưng còn chưa ngưng tụ thành tơ, tiến hành kéo dài qua. Ngươi có muốn thử một chút, linh hồn của mình đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào hay không? Thấy hắn bộ dáng này, Hưng Kiếm Thánh biết chắc chưa thử qua, lúc này cười cười hỏi. Không biết điều kiện đột phá cổ thánh, ai cũng sẽ không đi thí nghiệm linh hồn như vậy, dù sao ngưng tụ thành tơ, phóng thích ra xa, đối với linh hồn cũng là một loại khảo nghiệm quá lớn. Một khi xuất hiện đứt gãy, đối với tinh thần sẽ có tổn thương cực lớn. Tốt, ta thử một chút. Trương Huyền gật đầu, trong lòng tràn đầy tò mò. Hít sâu một hơi, hồn lực lập tức ngưng tụ thành chỉ, thẳng tắp lan ra. 10 vạn cây số, 20 vạn cây số, 30 vạn cây số. Thời gian nháy mắt, liền vượt qua 50 vạn cây số, vẫn không có ý tứ dừng lại, hơn nữa cảm giác thậm chí ngay cả 1/10 hồn lực cũng không dùng đến. Chương 3298, Huyền Đao đột phá cổ thánh 1. Hô! Trương Huyền ngừng lại. Thế nào? Hưng Mộng Kiếm Thánh đều tràn đầy tò mò nhìn qua. Bọn họ biết nhi tử có học sinh là Vu Hồn Sư, càng thân kiêm tưởng gia tộc trưởng, nhất định cực kỳ am hiểu linh hồn, nhưng có thể đạt tới loại cảnh giới nào thì không rõ ràng, cũng cực kỳ hiếu kỳ. Cái này! Trương Huyền gãi đầu một cái, tràn đầy xấu hổ. Thế giới tranh vẽ này quá nhỏ. Linh hồn của ta, đã đụng chạm đến biên giới. Thế giới tranh vẽ, xem như khổng sư dùng đại thủ đoạn phong ấn một phương thiên địa, thế nhưng chỉ là không gian gấp, không có khả năng giống danh sư đại lục, phổ biên vô hạn, tổng cộng đường kính cũng không đủ 100 vạn cây số. Vì lẽ đó thí nghiệm ở đây, căn bản không đạt tới cực hạn. Bất quá, có thể khẳng định một điểm, ở trên linh hồn, hắn đã có thể so với cổ thánh. Đương nhiên, chỉ là lượng có thể so sánh. Trên chất còn kém một đoạn rất lớn, nhiều nhất có thể bảo đảm, không bị cổ thánh dùng linh hồn công kích giết chết, muốn đối kháng loại cường giả cấp bậc này, khẳng định vẫn không làm được. Cho dù tranh vẽ thế giới nhỏ, có thể lan ra đến giới hạn, cũng nói cảnh giới linh hồn cực kỳ cường đại. Chỉ cần tâm cảnh cùng tu vi tới, đột phá cảnh giới này đã là nhất định. Hưng Kiếm Thánh cảm xúc. Thiên phú của nhi tử, thật sự là quá nghịch thiên. Người khác tu vi đạt tới bất hủ cảnh đại viên mãn. Linh hồn kém rất xa, mà hắn, mới kim thân cảnh đỉnh phong đã đầy đủ. Có thể đoán được, đối với người khác mà nói,
cảnh giới cổ thánh khó mà đột phá, đối với hắn, có lẽ giống như cảnh giới khác, sẽ không có khó khăn như vậy. Thật ra thì muốn tăng trưởng linh hồn rất đơn giản, ta chỗ này có một bộ công pháp tu luyện linh hồn, các ngươi có thể tu luyện một chút. Cổ tay Trương Huyền khẽ đảo, lấy ra một bản pháp quyết tu luyện liên quan tới linh hồn. Lĩnh ngộ linh hồn chân giải, cộng thêm trình độ vu hồn, Trương Huyền lý giải linh hồn, đã sớm tạo thành một bộ hệ thống thuộc về mình, cho đối phương, phù hợp thể chất người Trương gia, không liên quan đến công pháp tưởng gia, cũng không tính tiết lộ cơ mật gia tộc. Bộ công pháp này, đối với linh hồn tăng thêm có công hiệu cực lớn, nghiêm túc tu luyện, không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng hẳn có thể để cảnh giới linh hồn đột phá 100 vạn cây số. Xem xong công pháp, Hưng Kiếm Thánh tràn đầy kích động. Hy vọng cha mẹ sớm ngày xung kích cổ thánh. Trương Huyền mỉm cười. Xung kích cổ thánh. Hưng Kiếm Thánh lắc đầu. Linh hồn tăng thêm, cũng không đại biểu có thể đột phá cổ thánh, còn có tâm cảnh, lĩnh ngộ công pháp, cùng với cảm ngộ thiên địa. Tóm lại, cổ thánh, rất khó, mặc dù hiệu quả của bộ công pháp này lớn, cũng chỉ có thể để cho ta tăng lên 1/10 tỷ lệ mà thôi. Mới 1/10. Trương Huyền sững sờ. Đúng vậy, cổ thánh, sửa đổi thiên mệnh, vượt qua thiên đạo, một bước này, không thua cá chép hóa long môn, bản chất tính mạng con người triệt để thuế biến, thậm chí ngay cả kinh mạch cũng sẽ sửa đổi. Tuyệt không phải dễ dàng thành công như vậy. Hưng Kiếm Thánh gật đầu giải thích, lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy toàn bộ thư họa không ngừng lay động, từng đoàn linh khí nhanh chóng hội tụ. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng hùng hồn bay thẳng thiên khung, chém thế giới thành hai khúc. Đây là, đột phá cổ thánh. Con mắt Hưng Kiếm Thánh trợn tròn, chỉ cảm thấy đầu óc suýt chút nữa nổ tung, cả người sắp điên rồi. Mới vừa nói, đột phá cảnh giới này cực kỳ khó khăn, vậy thì có người đột phá, đến cùng là ai? Vội vàng nhìn về phía trung tâm linh khí hội tụ, ngay sau đó nhìn thấy một thanh trường đao thoạt nhìn có chút tà dị, yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, tham lam hấp thu linh khí cùng cổ thánh lực, lực lượng càng ngày càng bàng bạc, càng ngày càng hùng vĩ, giống như từ sông lớn hội tụ thành biển cả. Khí tức trong đao không khống chế được, không ngừng kích động. Đây là, binh khí của ngươi. Hưng Kiếm Thánh nuốt ngụm nước bọt, nhịn không được nói. Chương 3299, Huyền Đao đột phá cổ thánh 2. Trương Huyền gật đầu, ngay cả chính hắn cũng thoáng có chút ngoài ý muốn. Giờ khắc này đột phá, chính là yêu dị Huyền Đao. Vừa rồi sau khi đuổi người chư tử bách ra đi, chưa có trở lại chữ vật giới chỉ, mà theo ở phía sau đi vào tứ quý đồ. Huyền đao vốn là thần binh nửa bước cổ thánh, lại thêm thôn vệ máu tươi cùng hồn phách của 11 vạn binh sĩ dị linh tộc, vừa rồi chém giết rất nhiều dị linh tộc, cũng nhân cơ hội thu liễm linh hồn, tích lũy sớm đã đầy đủ, chỉ kém một bước cuối cùng, giờ phút này cổ thánh lực đầy đủ, vậy mà một lần thành công, thuận lợi đạt đến cảnh giới này. Rầm rầm, linh khí mạnh mẽ quét sạch, tựa như gió lốc, mặt đất lay động kịch liệt, toàn bộ thế giới tranh vẽ giống như không chịu nổi, sắp sụp đổ. Linh khí nơi này không đủ hắn tấn thăng, tùy ý tiếp tục, ta sợ thế giới tranh vẽ sẽ hủy hoại. Đồng tử của Hưng Kiếm Thánh co rút lại. Tu luyện giả bình thường, đột phá cổ thánh sẽ chuẩn bị vô số tài nguyên, không đến mức lúc đột phá lực lượng không đủ. Yêu dị Huyền Đao chỉ là vũ khí, ngay cả Trương Huyền cũng không nghĩ đến sẽ ở lúc này đột phá, nên không có chuẩn bị trước. Ở danh sư đại lục mà nói, linh khí đầy đủ, có thể duy trì, nhưng đây chỉ là một bức họa. Cơ sở không phải rất vững, đã xuất hiện lay động, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thật vất vả tìm được cổ thánh lực có thể xung kích cổ thánh, thật muốn tổn hại, chẳng phải thất bại trong gang tấc. Huyền đao, nuốt cái này. Biết sự tình không thể chần chờ, lông mày Trương Huyền dương lên, ngón tay bỗng nhiên bắn ra. Phần phật, một giọt máu bay tới, tản mát ra lực lượng tinh thuần tới cực điểm. Chính là lúc trước dục lão quỷ bị kích thương lưu lại. Trương gia lão tổ siêu tập huyết dịch, lúc này muốn nói thứ gì ẩn chứa linh khí nhiều nhất, tuyệt đối là cái này, không còn cái khác. Xì xì xì. Huyền đao vừa tiếp xúc huyết dịch, giống như uống máu, có điều linh khí dường như vẫn không đủ. Trương Huyền tiếp tục bắn ra huyết dịch, liên tục 4 giọt. Hấp thu hết 5 giọt, lúc này yêu dị Huyền đao mới ngừng đập, một cỗ khí tức vô địch tán ra, xé rách không gian, giống như muốn từ thế giới tranh vẽ thoát ra. Ầm ầm. Không gian tranh vẽ bị xé ra khe hở, ngay sau đó mây đen bao trùm tới. Thiên kiếp. Cổ thánh kiếp chỉ đột phá cổ thánh mới có. Dưới tình huống bình thường, không gian gấp là không thể nào dẫn tới lôi kiếp, nhưng đột phá cổ thánh quá cường đại,
thế giới tranh vẽ đã không che giấu được. Răng rắc, sấm chớp, thiên hỏa hạ xuống từ trên trời, rơi vào trên đao, vốn trên mặt còn có huyết dịch không có triệt để tiêu hao, ở dưới hai cỗ lực lượng gia trì, triệt để hòa vào thân đao, lưu lại từng vết máu. Ở dưới thiên hỏa cùng sấm chớp rèn luyện, thân đao trở nên càng quỷ dị hơn, câu hồn phách người. Hô! Không biết qua bao lâu, mây đen tiêu tán, huyền đao yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng vạch một cái, không gian tranh vẽ liền giống như đậu hũ phá vỡ. Đạt tới cổ thánh, ha ha! Linh tính trong yêu dị huyền đao cười to một tiếng, ngay sau đó thân thể nhoáng một cái, đi tới trước mặt Trương Huyền, trực tiếp quỳ xuống đất. Chủ nhân! Chương 3300, Triệu Nhã luyện hóa cổ thánh huyết 1. Đứng lên đi! Trương Huyền vẫy tay một cái, huyền đao rơi vào lòng bàn tay, lập tức cảm thấy trong đó có lực lượng hủy thiên diệt địa. Lúc trước cường giả bất hủ cảnh đại viên mãn, hắn muốn vượt qua, cần thi triển đủ loại thủ đoạn, mà bây giờ nhẹ nhàng một đao. Mười mấy cái cũng có thể ung dung diệt sát. Cổ thánh cùng bất hủ cảnh, mặc dù chỉ thua kém một cấp bậc, nhưng lại có thiên địa khác biệt, số lượng nhiều hơn nữa cũng không cách nào bù đắp. Rốt cục có năng lực tự vệ. Trương Huyền thở ra một hơi, con mắt sáng lên. Bị vị cổ thánh kia của dị linh tộc áp bức, nếu như đối phương vẫn ẩn núp không xuất hiện, cho dù có thiên đạo chi thư cũng không cách nào làm bị thương mảy may, giờ phút này huyền đao tấn cấp, đã hoàn toàn khác biệt. Đều là cổ thánh, chỉ cần hắn dám động thủ, liền có thể truy tìm đến cội nguồn khí tức kích thương đối phương. Trương gia lão tổ chính là như vậy đẩy lùi đối phương. Có thể nói, huyền đao tấn cấp, thủ đoạn bảo mệnh lần nữa tăng thêm, phối hợp thi thể cổ thánh lúc trước, dưới tình huống không có chút đề phòng. Cổ thánh cùng cấp bậc cũng có thể tùy tiện chém giết. Trước củng cố tu vi đi. Cảm thụ uy lực một chút, Trương Huyền không nói thêm lời, để yêu dị huyền đao đi qua một bên củng cố tu vi, quen thuộc lực lượng. Huyền đao gật đầu lên tiếng, nhẹ nhàng run rẩy, bay đi nơi xa, còn chưa đi xa, liền thấy long cốt thần thương bay tới, lần nữa cung kính quỳ gối. Đột phá cổ thánh nó mới phát hiện, trong long cốt thần thương phong ấn lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, một khi phá giải. Cho dù nó đột phá, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Huyền Nhi, chuôi thương này của ngươi. Thấy cảnh này, Hưng Kiếm Thánh trợn mắt lên. Vũ khí chỉ thần phục cường giả, chẳng phải biểu thị trường thương càng thêm cường đại. Hắn biết, đây là cổ thánh lưu lại vũ khí, nhưng không còn vinh quang trước kia, cụ thể lợi hại bao nhiêu thì không rõ ràng. Không có gì, một ít tiểu cơ duyên mà thôi. Trương Huyền cười cười. Đây là tiểu cơ duyên. Hưng Kiếm Thánh run rẩy. Suýt chút nữa sụp đổ. Ngươi có phải đối với tiểu cơ duyên có hiểu lầm gì hay không? Trường thương lợi hại như thế, huyền đao đột phá cổ thánh cùng rất nhiều đại thánh chí bảo. Những thứ này là tiểu cơ duyên mà nói, cái gì mới lớn? Các ngươi ở đây, ta đi luyện hóa tranh vẽ liền trở lại. Trương Huyền không giải thích nhiều, bay về một phương hướng. Thời gian không dài, đi tới một chỗ, nhẹ nhàng vồ một cái, một quyển trục xuất hiện ở trước mắt. Chính là bản thể của bức họa này, vừa rồi thần thức ngưng tụ thành tơ lan ra liền phát hiện, rất nhanh đã luyện hóa. Phần phật, thu cả cuốn tranh vào trong, thân thể đám người Hưng Kiếm Thánh run rẩy, lần nữa xuất hiện ở trong đại sảnh, bức tường trước mắt giờ phút này nhẵn bóng như mới, không còn một chút dấu vết. Các ngươi là ở đây tu luyện, hay cùng ta rời đi? Xử lý xong những chuyện này, Trương Huyền nhìn về phía cha mẹ. Trong đại thành điện. Bảo vật trọng yếu nhất chính là bức họa này, có điều 72 thánh tượng, linh khí nồng nặc cùng trên vách tường điêu khắc văn tự, phù văn, đối với tu luyện giả đồng dạng có tác dụng cực lớn. Ở đây tu luyện, so với phía ngoài tốc độ ít nhất phải tốt hơn gấp 10 lần. Không đi với ngươi, nơi này yên tĩnh, vừa vặn tu luyện linh hồn cùng tâm cảnh, luyện hóa cổ thánh huyết, sớm ngày đột phá. Hai vị kiếm thánh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu. Thực lực của bọn hắn. Đi theo sau lưng nhi tử chỉ có thể cản trở, đã như vậy còn không bằng ở đây, gắng sức tu luyện, sớm ngày đột phá. Ta cũng ở lại chỗ này. Hồ Yêu Yêu cũng gật đầu. Nàng vừa mới đột phá kiến thần bất hoại cảnh, ra ngoài khẳng định càng vướng víu. Lão sư, ta đi cùng ngươi, ta biết đám người Ngụy Như Yên được đưa đến nơi nào, có thể mang ngươi tìm. Triệu Nhã đi tới trước mặt. Trương Huyền gật đầu, chần chờ một chút, ngón tay búng một cái. Cổ thánh huyết lúc trước bay tới. Chương 3301, Triệu Nhã luyện hóa cổ thánh huyết 2. Trước hấp thu giọt máu này. Ra ngoài nguy hiểm, tuy giọt máu này chân quý, nhưng cũng không quan trọng bằng tính mạng của học sinh,
Vâng. Triệu Nhã khoanh chân ngồi xuống, hấp thu huyết dịch vào trong cơ thể, lực lượng toàn thân cuồn cuộn, không đến 10 phút đồng hồ, đứng dậy, trong mắt tinh quang bắn ra tứ phía, chiếu rọi bát phương. Ngươi, luyện hóa. Trương Huyền sững sờ. Hắn luyện hóa dễ dàng, là bởi vì huyết dịch của vị tiên tổ này đến từ bản thân hắn, đồng căn đồng nguyên, Triệu Nhã làm sao có thể cũng nhanh như vậy. Luyện hóa. Triệu Nhã gật đầu. Sau khi lão sư sửa đổi kinh mạch cho ta, năng lượng chuyển hóa cực kỳ nhanh chóng, mặc dù giọt máu này lợi hại, cũng sẽ không tiêu phí quá nhiều thời gian. Kinh mạch. Ngón tay Trương Huyền điểm một cái, một đạo chân khí tràn vào trong cơ thể đối phương, quả nhiên phát hiện, sau khi sửa đổi kinh mạch Triệu Nhã, vận chuyển năng lượng so với người bình thường thì nhanh hơn không biết bao nhiêu. Thậm chí xem như hắn cũng theo không kịp, khó trách có thể luyện hóa cổ thánh huyết nhanh như vậy, chỉ sợ kinh mạch đồ của nàng còn muốn hợp lý hơn cổ thánh. Đi thôi. Nàng đã luyện hóa huyết dịch, nói rõ nắm giữ năng lực bảo vệ tính mạng, Trương Huyền cũng không nhiều lời, thẳng tắp bay ra ngoài điện. Nhìn hai người rời đi, Hưng Kiếm Thánh cười khổ, nhịn không được cảm xúc. Hai sư đồ này, đều là biến thái. Bọn họ hấp thu một giọt máu, cần đặt ở trong đan điền, dùng chân khí ngày đêm rèn luyện, đối phương hấp thu liền luyện hóa. Thật là biến thái. Chúng ta cũng phải tăng thêm tốc độ, nếu không thật bị nhi tử, đồ tôn vượt qua, tôn nghiêm ở đâu. Mộng Kiếm Thánh nói. Cũng phải. Gật gật đầu, hai người không nói thêm lời, đồng thời ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện. Lão tổ, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Bên ngoài đại thành điện, rất nhiều thanh niên khóc ròng ròng. Chuẩn bị thời gian dài như vậy, hao tốn vô số tâm huyết, mới đi vào đại thành điện, nằm mơ cũng không nghĩ đến, cái gì cũng không có đạt được, liền bị người đánh một trận tơi bời, ném đi ra. Tài nghệ không bằng người, chỉ có thể trách bản thân, không trách được người khác. Cổ thánh ẩn giấu ở một bên trầm tĩnh phút chốc, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không phải chúng ta tài nghệ không bằng người, mà là tên này thuần phục nhiều thánh thú. Luyện hóa nhiều vũ khí lợi hại như vậy, nếu như không dùng những vật này, chỉ bằng vào thực lực, khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Thanh niên mặt giống như đế giày cắn răng. Tên kia có gì đặc biệt hơn người, cũng chỉ là dựa dẫm thú sủng cùng vũ khí mà thôi, không có hai thứ này, không tin còn có thể theo kịp thực lực của bọn hắn. Đúng vậy, mong lão tổ làm chủ cho chúng ta, cùng hắn công bằng quyết đấu. Không dựa vào những bàng môn tà đạo này, nếu như hắn có thể thắng. Chúng ta tâm phục khẩu phục. Mấy thanh niên khác cũng cắn răng. Cái này. Lão tổ lặng im, một lát sau thanh âm vang lên. Hoàng Thiên Huynh, những vãn bối này của ta, muốn cùng hậu bối ngươi tiến hành tỉ thí công bằng, không biết có thể cho chút tình mọn hay không. Ngươi muốn cùng vãn bối của ta thảo luận, ta sẽ không làm chủ thay hắn, yên tâm, chỉ cần các ngươi không làm ra sự tình vi phạm đạo nghĩa, ta sẽ không nhúng tay. Thanh âm của Trương gia lão tổ vang lên. Đám người Trương Huyền đi vào đại thành điện, hắn cũng không rời đi, vẫn ẩn núp ở bốn phía. Hoàng Thiên Huynh đã không nhúng tay vào, ta an tâm. Vị lão tổ của Chư Tử Bách ra lên tiếng. Chương 3302, đánh lén cổ thánh 1. Hô! Phòng ấn bên ngoài đại thành điện, ánh sáng lấp lóe, Trương Huyền cùng Triệu Nhã bay ra. Chạy đi đâu? Đám người thanh niên mặt như đế giày đồng loạt vây quanh. Thế nào, còn muốn bị đánh? Trương Huyền nhíu mày, hừ lạnh. Tha tính mạng của bọn hắn, vậy mà không biết cảm ơn, còn ở nơi này chặn đường, thật chẳng lẽ cho rằng bản thân không biết giết người hay sao? Chúng ta chỉ muốn cùng ngươi công bằng quyết đấu, một đối một, không cho phép sử dụng vũ khí cùng thú sủng. Dám hay không? Thanh niên mặt như đế giày cắn răng. Công bằng quyết đấu, tiền đánh cược là cái gì? Trương Huyền nói. Không có tiền đặt cược, mới không có thời gian rảnh lãng phí thời gian với những người này. Vừa rồi Hoàng Thiên Huynh cho ngươi 5 giọt cổ thánh huyết, chỉ cần ngươi tỉ thí với bọn hắn, ta sẽ lấy ra 5 giọt huyết dịch, xem như tiền đặt cược. Đám người thanh niên mặt như đế giày vẫn chưa trả lời, thanh âm cổ thánh lúc trước vang lên. Đây là tiền đặt cược của chúng ta, vậy tiền đánh cược của ngươi là cái gì? Ta sao? Trương Huyền dừng lại một chút. Ta có thể hạ thủ lưu tình, không giết bọn họ. Cổ thánh kìm nén ngực khó chịu, công bằng quyết đấu. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định, ta ra 5 giọt cổ thánh huyết, ngươi cho ra cái tiền đặt cược này, cảm thấy mình nhất định sẽ thắng. Ngươi thua, giao ra tứ quý đồ. Không sai, lấy tứ quý đồ làm tiền đặt cược. Đám người thanh niên mặt như đế giày nhao nhao hô lên. Thanh âm còn chưa kết thúc,
chỉ thấy Trương Huyền như nhìn đồ đần nhìn qua. Các ngươi chưa tỉnh ngủ sao? Các ngươi cảm thấy, chỉ mấy giọt máu, có thể đuổi kịp tứ quý đồ. Cái kia, tiền đặt cược của ngươi khẳng định không tốt, nếu như ngươi thua, tiền đặt cược căn bản không cần thực hiện. Trầm mặc một chút, mọi người lần nữa nói. Cổ Thánh cảm thấy ngực càng đau. Không sao cả, dù sao ta không muốn so, không so thì thôi. Trương Huyền duỗi lưng một cái. Dù sao hắn cũng không có ý định so, không so vừa vặn. Như vậy đi, 5 giọt cổ thánh huyết, đổi lấy một cơ hội tấn thăng trong tứ quý đồ, như thế nào? Vị cổ thánh kia của chư tử bách gia nói. Cái này, có thể là có thể, chỉ là ta mới kim thân cảnh đại viên mãn, mà bọn họ là bất hủ cảnh đại viên mãn. Chênh lệch 2 đại cấp bậc, vũ khí, thú sủng đều không cho phép dùng, cái này cũng gọi công bằng. Trương Huyền nói. Dù sao hắn cũng sẽ không thua, một cơ hội tấn thăng, không tính là gì. Như vậy ta để cho bọn họ đè thấp tu vi, cùng ngươi đồng cấp. Cổ Thánh nói, không cho người ta sử dụng vũ khí, lại không cho phép dùng thú sủng, hạn chế rất nhiều, lại dựa dẫm tu vi tới đối chiến, quả thực không công bằng. Vậy là tốt rồi, bắt đầu đi. Trương Huyền tiến về phía trước một bước, cười hắc hắc. Vì không lãng phí thời gian, các ngươi có thể cùng tiến lên, bất quá. Nhiều người đồng thời tấn công như vậy, ta có khả năng không giữ tay được, ngộ nhỡ chết mấy cái, mong tiền bối thứ lỗi. Muốn giết chúng ta, cũng phải nhìn thực lực của ngươi có đủ hay không. Thanh niên mặt như đế dày cắn chặt hàm răng, tu vi toàn thân lập tức đè thấp đến kim thân cảnh đại viên mãn, đi đầu xông tới. Chương 3303, đánh lén cổ thánh 2. Tốc độ của hắn cực nhanh, cũng không biết dùng võ kỹ gì, thời gian nháy mắt đi tới trước mặt. Năm ngón tay mở ra, chém bổ xuống đầu. Ngay thời điểm hắn cảm thấy đối phương khẳng định tai kiếp khó thoát, chỉ thấy ngực tê dần, còn không có phản ứng lại, liền thấy bàn tay của đối phương đã đặt ở trên ngực. Bành! Thân thể bay ngược ra, nằm trên mặt đất hộc máu từng ngụm từng ngụm. Đối phương ra tay như thế nào, xuất chiêu như thế nào? Vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn thấy. Cùng lên đi, một người khẳng định không thắng được. Đánh bay thanh niên mặt như đế dày. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn qua. Cùng tiến lên. Vừa rồi đối chiến, mọi người cũng nhìn thấy, biết cùng cấp bậc, sức chiến đấu của thanh niên này vượt xa bọn họ, lại không do dự, đồng thời lao đến. Thình thịch bành. Còn không có vào tới trước mặt, Trương Huyền đã vào tới, tựa như hổ vào bầy dê, không người là đối thủ. Tới giao chiến đều là thiên kiêu của chư tử bách gia, tự nhận cùng cấp bậc không người có thể chống lại, nhưng ở trước mặt thanh niên kia, lại giống như hài đồng. Thật mạnh. Nhìn một màn này ở trong mắt, cổ thánh biết, bọn họ thua. Cái tên này, mặc dù chỉ là kim thân cảnh đại viên mãn, nhưng sức chiến đấu chân chính, dĩ nhiên đã có thể so sánh với bất hủ cảnh. Loại năng lực vượt cấp khiêu chiến này, toàn bộ chư tử bách gia, cũng chỉ ở trên người Khổng Thi Giao thấy qua. Các ngươi không phải đối thủ, nhận thua đi. Lại chiến đấu một hồi, thấy mọi người quả thực không phải đối thủ, tuy không muốn thừa nhận, thanh âm cổ thánh vang lên. Bất quá, tiếng nói còn chưa kết thúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong đám người, Trương Huyền bị vây công xuất hiện một sai lầm, bị thanh niên mặt như đế dày tìm được, chập ngón tay làm kiếm, đâm tới. Ngay lúc sắp đâm thủng trái tim, bàn tay Trương Huyền nâng lên, chụp tới đầu của hắn. Lại là lưỡng bại câu thương, tuy thanh niên mặt như đế dày có thể đâm thủng trái tim người sau, nhưng đầu của hắn cũng sẽ bị đập thành thịt vụn, tử vong tại chỗ. Mấu chốt nhất là... Nhìn tình huống của hai người, đều đã không cách nào thu tay lại. Dừng tay. Cổ thánh hét lớn, một cỗ lực lượng bỗng nhiên bừng lên, bao phủ không gian bốn phía, muốn ngăn cản tất sát chi cục. Bất quá lực lượng vừa mới phóng thích, liền thấy Trương Huyền bị thanh niên mặt như đế dày bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm thủng trái tim thân thể hóa thành một tàn ảnh quỷ dị, tránh thoát công kích. Sau một khắc, một thanh trường đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Dầm. Đây là, cổ thánh thần binh. Đồng tử cổ thánh co rụt lại. Không nghĩ tới tên này sơ hở, chỉ là vì thu hút hắn ra tay, xác định vị trí. Thân thể co rụt lại, muốn tránh né, lại phát hiện bị khí tức của trường đao bao phủ, căn bản trốn không thoát. Phốc! Đao mang đâm trúng thân thể, máu tươi phun ra ngoài. Ha ha, đa tạ! Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, một cái hồ lô xuất hiện ở phía dưới, tiếp lấy toàn bộ huyết dịch, chừng hơn 20 giọt. 5 giọt cổ thánh huyết, tự nhiên không có khả năng để hắn động thủ, vừa bắt đầu đã tính kế, để tên này tổn thất nhiều một ít.
Lúc trước chèn ép hắn không thể động đậy, đã sớm muốn dạy dỗ một trận, giờ phút này có cơ hội, sao có thể bỏ qua. Ngươi, mất máu quá nhiều, vẻ mặt vị cổ thánh này trắng bệch, tức giận đến muốn động thủ, liền cảm thấy một cỗ lực lượng khóa chặt hắn. Biết Trương gia Hoàng Thiên Tiên Tổ bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ, tuy tức giận nhưng vẫn ngừng lại. Đường đường cổ thánh, bị một kim thân cảnh thiết kế, mấu chốt còn bị thương, truyền đi cũng không ai dám tin tưởng. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không tệ, không tệ. Ngày hôm nay chư tử bách gia ta thua, cáo từ. Phần phật, một tiếng gió thổi qua, đám người thanh niên mặt như đế giày bị mang đi, thân thể vị cổ thánh này run rẩy, muốn rời khỏi. Thua, còn không có cho ta năm giọt cổ thánh huyết ha. Làm sao, còn muốn quyệt nợ. Thấy hắn đi xa, Trương Huyền nhịn không được nói. Cổ thánh lảo đảo, yết hầu phát khô, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, cong ngón tay búng một cái, một bình ngọc bay về phía sau. Sau đó hắn xoay người rời đi, sợ nói nhiều, sẽ bị tươi sống tức chết. Sờ lấy ngực, quên đi, coi như không có ngực. Chương 3304, khí độc thế giới, 1. Cái này còn tạm được. Tiếp lấy bình ngọc, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, buộc hắn luận võ, tự nhiên phải trả giá đắt, cổ thánh cũng không thể ngoại lệ. Thanh đao của ngươi tấn thăng cổ thánh. Vị lão tổ kia của Trương gia, dường như cũng không dám tin tưởng. Ừm. Trương Huyền gật đầu. Tốt, quá tốt rồi. Trương gia lão tổ cười ha ha một tiếng. Những năm này liền dựa vào hắn một người chống đỡ gia tộc, thực sự quá mệt mỏi, hiện tại có vũ khí tấn cấp, cũng cho thấy, Trương gia lần nữa nhiều hơn một vị cổ thánh tọa chấn. Hơn nữa linh tính của binh khí, tuổi thọ so với nhân loại càng thêm lâu dài, có thể bảo vệ gia tộc đi càng xa. Ta còn có học sinh ở trong tay chư tử bách gia, hiện tại muốn đi cứu bọn họ, trước cáo từ. Cổ thánh của chư tử bách gia cùng cổ thánh của dị linh tộc rời đi, nơi này chỉ còn lại có một ít thánh thú cùng rất nhiều danh sư, không có nguy hiểm gì, Trương Huyền ôm quyền nói. Đi đi, Trương gia lão tổ khoát tay áo. Biết không có vị này, hắn không có khả năng đánh lén thành công, thậm chí lúc trước có khả năng bị cổ thánh của dị linh tộc giết, lúc này Trương Huyền cung kính thi lễ một cái, để Triệu Nhã dẫn đường, thẳng tắp bay đi. Bay không biết bao xa, lần nữa quay đầu. Đại thành điện đã có chút mơ hồ, Triệu Nhã ngừng lại. Ta cùng đám người chư tử bách gia, chính là từ nơi này xuất hiện. Trương Huyền liếc mắt nhìn, mỉm cười. Hắn cùng Hồ Yêu Yêu cũng từ nơi này rời thế giới băng tuyết, xem ra đám người Triệu Nhã cũng giống vậy, từ thế giới nơi này đi tới. Phá! Lúc trước chỉ có thể mượn dị linh tộc tế tự, xuyên toa không gian bích chướng, giờ phút này có yêu dị huyền đao, loại bình chướng cấp bậc này đã khó không được hắn, trường đao nơi tay. Khe khẽ chém một cái. Rầm. Một vết nứt xuất hiện. Trương Huyền kéo Triệu Nhã trực tiếp nhảy vào. Sau một khắc, lại xuất hiện ở trong thế giới băng tuyết. Bất quá thời khắc này thế giới đã không còn băng tuyết, có chỉ là sắc màu rực rỡ, màu xanh biếc giạt rào. Nếu như không phải từ nơi này rời đi, lão giả lúc trước tâm huyết dâng trào vẫn còn, sẽ hoài nghi có phải đi vào một thế giới khác hay không. Tới qua một lần. Cửa ra vào thế giới này rất dễ dàng liền bị tìm được, hai người trực tiếp chui vào. Hô! Lần nữa xuất hiện, đi tới một núi rừng tràn đầy chướng khí. Ngụy Như Yên hẳn là ở thế giới này, đối ứng phân điện phía trong. Liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, Triệu Nhã nói. Trương Huyền gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một viên đan dược xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ăn cái này vào. Vâng. Há miệng nuốt xuống, sau khi ăn xong. Triệu Nhã mới mang theo nghi ngờ nhìn qua. Lão sư, đây là giải độc đan. Không khí và nguồn nước nơi này đều có độc, cẩn thận một chút. Trương Huyền giải thích. Bởi vì tiên thiên thai độc, hắn chuyên môn nhìn qua thư tịch độc sư, liếc mắt liền nhìn ra, rừng rậm này không đơn giản như trong tưởng tượng, thoạt nhìn cực kỳ yên tĩnh, không có thánh thú lợi hại, trên thực tế đâu đâu cũng có kịch độc, để cho người ta khó lòng phòng bị. Triệu Nhã theo sát ở sau lưng lão sư. Lão sư. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Rất đơn giản, tìm vị trí lối ra của thế giới này, không có gì bất ngờ xảy ra, phân điện khổng miếu ngay ở phía trên. Chương 3305, khí độc thế giới 2. Có kinh nghiệm mấy lần trước, Trương Huyền đã biết quy luật. Tùy tiện tìm phương hướng, chậm rãi tiến lên. Trong rừng, đâu đâu cũng có độc hạt, rắn độc, có điều Trương Huyền nắm giữ thiên đạo chân khí, cũng không sợ hãi, một đường tiến lên. Cũng không gặp được nguy hiểm gì. Đi nửa canh giờ, gặp được một đám danh sư,
giờ phút này tất cả đều sắc mặt tái xanh, chúng kịch độc. Cho mấy viên đan dược dùng thiên đạo chân khí dung hợp, hỗ trợ giải độc, Trương Huyền hỏi thăm vài câu, liền tìm được lối ra. Chính là chỗ này. Một canh giờ sau, hai người ngừng lại ở trước mặt một hồ nước không lớn. Đây chỉ là hồ nước bình thường, vì sao lão sư cảm giác chính là lối ra? Triệu Nhã nghi ngờ nhìn qua. Lúc trước hỏi thăm, đối phương nói nàng cũng cẩn thận nghe, ngay cả bọn họ cũng không biết lối ra ở nơi nào, lão sư là làm sao xác định. Rất đơn giản. Trương Huyền cũng không nhiều lời, lăng không chảo một cái, một con kiến bị bóp ở trên đầu ngón tay. Con kiến này chừng hạt đậu, toàn thân đỏ tươi, vừa nhìn liền biết độc tính cực kỳ mạnh. Nhẹ nhàng cười một tiếng, đặt kiến ở trên mu bàn tay. Phốc! Chỉ thoáng cái, miệng của đối phương liền đâm xuyên qua làn da, truyền độc dịch vào, Trương Huyền cũng không cần thiên đạo chân khí khử trùng, mặc cho độc dịch khuếch tán. Thời gian qua một lát, mu bàn tay bắt đầu biến thành màu đen, xuất hiện sưng đỏ ứ đọng. Lão sư! Không biết vì sao lão sư làm như vậy, Triệu Nhã tràn đầy lo lắng. Độc, không phải những vật khác, một khi kèm theo huyết dịch chảy vào trái tim, liền thần tiên khó cứu. Không cần phải gấp. Trương Huyền lại vồ một cái, nước trong ao bị lăng không nhiếp ra, rơi vào miệng vết thương. Xì xì xì. Kịch độc trên mu bàn tay giống như gặp khắc tinh, toát ra khói trắng, lúc trước sưng đỏ, máu ứ đọng, nhanh chóng biến mất, rất nhanh, bàn tay khôi phục như lúc ban đầu, như không trúng qua độc. Cái này. Triệu Nhã sững sờ tại nguyên chỗ. Cái hồ nước này có thể giải độc. Không sai. Trương Huyền gật đầu. Khổng sư lưu lại di tích, mục đích là vì tôi luyện hậu bối, mới có tư cách kế thừa bảo tàng của hắn, cũng không phải là giết người. Vì lẽ đó ở lối ra nhất định có đồ vật giải độc, nếu không độc chết tất cả mọi người, lưu lại truyền thừa có ích lợi gì. Triệu Nhã giật mình. Lúc trước gặp phải nhóm danh sư kia, ta hỏi thăm nơi nào độc trùng nhiều nhất, nguy hiểm nhất. Bọn hắn nói là nơi này, giữa thiên địa, âm dương hòa hợp, nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định. Khổng sư tu luyện công pháp, phù hợp tự nhiên, chỗ độc trùng nhiều, giải dược nhất định cũng tồn tại, vì lẽ đó ta kết luận, nơi này chính là lối ra. Trương Huyền cười nói, vừa rồi hỏi thăm đám danh sư kia, khẳng định không thể hỏi thăm lối ra ở đâu, nếu như bọn họ biết, khẳng định đã sớm chạy trốn, không đến mức ở đây nơm nớp lo sợ. Không biết lối ra. Nhưng địa phương độc trùng nhiều, thời gian dài như vậy nhất định là biết. Tìm tới nơi này, lại phát hiện xung quanh hồ nước, không độc trùng có thể tới gần, lại không xác định, thì thật sự là choáng váng. Lão sư, bây giờ chúng ta liền phá vỡ không gian đi tìm Ngụy Như Yên sao? Tìm được lối ra, Triệu Nhã nhịn không được nói. Căn cứ suy tính, phân điện của đám người Ngụy Như Yên hẳn ở trên hồ nước. Không cần phải gấp, ngươi chờ ở chỗ này, ta trước vào hồ nước nhìn một chút. Ao nước có thể cuồn cuộn không ngừng sinh ra hóa giải kịch độc, bên trong nhất định có trận nhãn trấn thủ thế giới. Trước lấy đi thứ này lại nói. Trương Huyền nói, thế giới rừng rậm là năm đại vương giả, thế giới sa mạc là rễ cây, thế giới băng tuyết là hàn băng tinh thạch. Thế giới khí độc có lẽ cũng có đồ vật trấn thủ. Giống như tinh thạch, đối với đi vào phân điện có trợ giúp thật lớn. Sớm chuẩn bị, lo trước khỏi họa, nói xong cũng không nói nhảm, thân thể nhảy lên. Thẳng tắp chui vào hồ nước, biến mất không thấy gì nữa. Chương 3306, câu cá 1. Ao nước không tính quá sâu, bộ dạng chỉ hơn 10 mét, lại xuống dưới chính là phong ấn, không có gì bất ngờ xảy ra, từ nơi này đi vào, sẽ đi vào thế giới kế tiếp. Trương Huyền cũng không tiến lên, mà bơi ở xung quanh. Sau khi bơi một vòng, cũng không phát hiện cái gì, đừng nói sinh mệnh, ngay cả khoáng thạch cũng không tìm được, sạch sẽ giống như nước lọc. Chẳng lẽ đoán sai, nơi này không có trận nhãn, hoặc là, đã sớm bị người khác nhanh chân đến trước. Trương Huyền cau mày. Không đúng, nếu như trận tâm bị lấy đi, khí độc không có khả năng đều đặn như vậy, khẳng định đã sớm hỗn loạn. Thế giới sa mạc, lấy đi rễ cây, sa mạc biến mất, thế giới rừng rậm, năm đại vương giả rời đi, mặc dù không biết kết quả như thế nào, nhưng không có bọn chúng khống chế, rất nhiều thánh thú nhất định sẽ không nói quy củ giống như lúc trước. Nơi này cũng giống vậy, khí độc phân bố đều đặn, hồ nước nắm giữ năng lực giải độc cực mạnh, nói rõ trận tâm chưa bị phá hoại. Minh Lý Chi Nhãn. Hoa văn xoay tròn ở trong mắt, nhìn quanh hồ nước, quả nhiên phát hiện không đúng. Trong nước vật chất có thể giúp người giải độc tựa hồ dần dần giảm bớt. Bay ra hồ nước, tại nguyên chỗ đợi phút chốc, lần nữa nhìn lại, loại năng lực giải độc này đã khôi phục.
Lão sư, tìm được chưa? Triệu Nhã đi tới trước mặt. Không có, có điều ta hẳn đoán ra trận tâm là cái gì, qua bên kia bẻ cho ta một cây trúc. Trương Huyền mỉm cười bàn giao. Triệu Nhã xoay người rời đi, thời gian không dài, cầm một cây trúc đi tới. Nhận lấy cây trúc, Trương Huyền nhẹ nhàng run lên, cành phía trên rơi sạch sẽ, chân khí hóa thành một sợi chỉ, từ ngọn trúc lan xuống, vung về phía trước một cái, chân khí chồng chất ở phần cuối, tựa như một mồi câu mỹ vị. Đây là, cần câu, lão sư muốn câu cá. Triệu Nhã ngẩn ngơ. Lão sư vậy mà dùng thân trúc cùng chân khí làm cần câu cá, tính toán câu cá. Đúng vậy, nếu như không đoán sai, trận tâm chỉ có thể câu ra, phương pháp khác đều vô dụng. Trương Huyền cười một tiếng. Lúc trước nhìn qua không ít sách vở liên quan tới Khổng sư, trong đó có đoạn tử câu mà không cương, giặc bất xạ túc. Nói là Khổng sư dùng cần câu câu cá mà không cần lưới đánh cá bắt cá, dùng phương thức đơn giản thu hoạch con mồi. Vốn cho rằng là Khổng sư nhân từ, giờ phút này mới hiểu được, câu mà không cương ý chỉ, trận tâm trong này, dùng lưới đánh cá, hai tay đi bắt đều không làm được, phương pháp duy nhất muốn thu hoạch, chỉ có một. Chính là thả câu. Đặt mồi câu ở trong nước, Trương Huyền yên tĩnh ngồi xuống. Thả câu, có thể rèn luyện tâm cảnh, để cho người ta không kiêu không ngạo, càng thêm phù hợp tự nhiên. Người bình thường câu cá, cũng có thể làm cho bản thân dung hợp vào thiên địa, yên tĩnh như bức tranh, huống chi tu vi đạt tới loại cảnh giới như hắn. Chân khí hóa thành chỉ, theo sóng nước bồng bềnh, Trương Huyền đột nhiên cảm thấy, thế giới khí độc này, không những không đáng sợ như trong tưởng tượng, còn cho người một loại cảm giác chân thực, tự nhiên. Thời kỳ thượng cổ, linh khí đầy đủ, rừng rậm, độc trùng, khí độc không có nhân loại đặt chân chỗ nào cũng có, cùng thế giới này hầu như tương đồng. Nói cách khác, đây cũng không phải thế giới khí độc, mà là một thâm sơn cổ lâm kéo dài vô số năm. Nơi này mới có thể tìm được tự nhiên chân lý chân chính. Lúc đột phá đại thánh, công pháp tu luyện chậm rãi xoay tròn ở trong người, cả người giống như biến thành một khối nham thạch, một gốc cây, một hạt cát. Cùng tự nhiên hoàn mỹ giao hòa. Tâm cảnh, ở trong an tĩnh chậm chạp tăng trưởng. 29, 91, 29, 92. Dầm. Thời điểm Trương Huyền chìm đắm, sóng nước đột nhiên nhộn nhạo, ngay sau đó một thanh âm vang lên. Lão sư, cá đã mắc câu. Trương Huyền cúi đầu nhìn lại, ngay sau đó nhìn thấy một con cá chép màu đỏ tươi, treo ở trên chỉ chân khí, không ngừng lắc lư, đánh bọt nước văng khắp nơi. Đáng tiếc. Cá mắc câu. Để hắn từ trong trạng thái đặc thù khôi phục lại. Nếu không, có lẽ có thể trực tiếp trùng kích cổ thánh 30. Không, tâm cảnh đầu tiên đạt tới cổ thánh. Phần phật, cổ tay đè thấp, nhẹ nhàng run lên, cá chép bị câu ra mặt nước. Phần phật, chương 3307, câu cá 2. Cá nhảy dựng lên, ở trên mặt đất nhảy nhót hai lần, ngay sau đó miệng không ngừng khép mở, giống như hô hấp dồn dập, ngay sau đó lăn hai vòng, con mắt trừng lớn. Không còn hô hấp. Lão sư, cá chết. Triệu Nhã mang theo lo lắng. Đây không phải trận tâm ư. Làm sao câu lên liền chết. Chẳng lẽ câu sai. Được rồi. Trương Huyền dở khóc dở cười. Đá vào trên thân cá một cước. Để nó lộn mấy vòng. Đồng thời cong ngón tay búng một cái. Hỏa diễm tối đen như mực trộn lẫn lôi điện quanh quẩn ở đầu ngón tay. Làm sao, còn muốn bị nướng. Khụ khụ. Cá chép trên đất nghiêng người. Đuôi chạm đất đứng lên. Thật không tiện, thói quen, rất lâu không có lên bờ, vừa lên bờ liền cảm thấy hô hấp khó khăn, còn tưởng rằng chết rồi. Da mặt Triệu Nhã run lên, một con cá nhảy dựng lên nói chuyện. Hơn nữa thấy thế nào, con cá này không đáng tin cậy như vậy. Cái tên này là bất hủ cảnh đại viên mãn, đừng nói lên bờ, ném vào nồi cũng nấu không chết. Trương Huyền giải thích, Triệu Nhã giật nảy mình, ngay sau đó tràn đầy nghi ngờ nhìn qua. Đã có loại thực lực này, làm sao lại bị câu lên? Loại thực lực này giống như nàng, đã có trí tuệ cực kỳ cao cấp, dùng cần câu bình thường đi câu. Cảm giác làm sao khó tin như thế? Cái này, hết cách rồi, cũng là quen thuộc. Năm đó Khổng sư tới câu ta, mỗi lần câu lên đều sẽ thả lại, sau đó ta lại bị câu, một mực như thế. Bình thường một ngày bị câu đi lên mấy chục lần, thói quen. Cá chép tiếp tục nói. Da mặt Triệu Nhã run rẩy. Loại thực lực này, ngày ngày bị người câu, còn làm không biết mệt, người không phiền a hát, mấu chốt nhất là, Khổng sư ngày ngày câu một con cá. Cũng thật rảnh rỗi. Đừng nghe nó nói bậy, nếu như không đoán sai, có lẽ Khổng sư giống như ta,
dùng chính là chân khí làm tơ. Ngươi muốn thôn phệ, không riêng gì mồi câu, còn có dây câu a. Thấy học sinh của mình không lý giải được, Trương Huyền cười cười, nhìn về phía cá chép. Cái này, đều là phù vân. Cá chép uốn éo người, có chút xấu hổ. Thì ra là thế. Triệu Nhã bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách một con cá bình thường, liền có thể tu luyện tới bất hủ cảnh đại viên mãn, nguyên lai một mực thôn vệ chân khí của Khổng Sư. Loại chuyện tốt này, tự nhiên không có khả năng nhường cho con cá khác. Vừa rồi ta che giấu tốt như vậy, ngươi làm sao phát hiện? Cá chép nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền. Phương pháp nó ẩn nấp, Minh Lý chi nhãn cũng khó mà nhìn thấu, lúc trước tới mấy đợt người cũng không phát hiện, người trước mắt này lại trực tiếp dùng cần câu dẫn nó ra, vì thói quen, không thể không cắn dây câu, bị câu lên. Người ở dưới nước, lưu lại khí tức giải độc, giống như chân khí của ta, ta liền đoán được. Trương Huyền gật đầu. Loại khí tức này, hẳn là đặc thù của Khổng Sư A. Chương 3308, gặp lại Lạc Thất Thất 1. Vừa rồi chuyên môn dùng độc trùng cắn mình, thứ nhất, kiểm tra cho Triệu Nhã nhìn, thứ hai cũng là muốn tự mình cảm thụ một chút, giải dược trong hồ nước đến cùng là làm sao hóa giải nhiều độc trùng độc dịch như vậy. Tra một cái mới phát giác, vậy mà giống như thiên đạo chân khí của hắn, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có thể nắm giữ loại năng lực này, trừ Khổng Sư, thì không nghĩ ra được những người khác. Lúc này mới nghĩ dùng chân khí của mình làm chỉ thả câu, không nghĩ tới. Quả nhiên mắc câu. Là chân khí đặc thù của Khổng Sư, ngươi. Làm sao cũng có loại năng lực này. Cá chép nghi ngờ nhìn qua. Bởi vì ta cũng là thiên nhận danh sư. Trương Huyền cười cười. Thiên nhận danh sư, khó trách. Cá chép giật mình, ánh mắt sáng lên. Ta muốn cùng ngươi chung một chỗ. Lúc trước Khổng Sư để ta đợi ở chỗ này, từng nói chỉ cần thiên nhận danh sư kế tiếp tới. Liền có thể đi theo hắn. Như vậy, liền có thể ngày ngày được câu. Ngày ngày được câu. Ra mặt Trương Huyền co lại, thật đúng là tra tấn cuồng. Vậy ngươi trước tiến vào không gian gấp, thời điểm cần ngươi xuất hiện lại xuất hiện. Trương Huyền khoát tay áo. Vâng. Vẻ mặt cá chép hưng phấn, sau một khắc liền bị thu vào chữ vật giới chỉ, ngay sau đó thấy được một viên gạch to lớn. Cái này gạch, luyện thật là tinh xảo. Nó nhịn không được khen ngợi. Gặp qua không ít gạch, nhưng chưa thấy qua lớn như vậy, cũng chưa từng thấy qua dùng nhiều tài liệu tốt như vậy. Ngươi mới là gạch, cả nhà ngươi đều là gạch, ta là Kim Nguyên Đỉnh, đường đường là Lô Đỉnh đấy. Kim Nguyên Đỉnh cắn răng nghiến lợi giải thích. Lô Đỉnh, ánh mắt cá chép sáng lên. Nói như vậy lên, ngươi có thể nhóm lửa, mau tới đây rán ta, không đúng, là nướng ta. Có muốn ăn cá nướng hay không? Muốn ăn mà nói, nhanh lên một chút, ta không nhẫn nại được. Kim Nguyên Đỉnh. Không cần nướng, ăn gỏi cá đi. Yêu dị huyền đao ở một bên hừ lạnh, đao mang bắn ra bốn phía. Không a, nhìn thấy lại còn có một chuôi cổ thánh thần binh, khóe miệng cá chép co giật, không dám tiếp tục nói nhảm. Không biết chuyện phát sinh trong không gian gấp, Trương Huyền mang theo Triệu Nhã bay đến trên hồ nước, giống như lúc trước, độ cao 30 mét liền khó tiếp tục, cổ tay khẽ đảo, yêu dị huyền đao xuất hiện, lăng không bổ một phát. Dầm. Không gian rạn nứt, một vết nứt xuất hiện, hai người một đường bay lên trên, rất nhanh thì xuất hiện ở một chỗ đất bằng. Giống như lần trước đi vào đại thành điện, một cung điện to lớn ở ngay phía trước, như ẩn như hiện. Chính là chỗ này, đi qua đi. Hai người vội vã đi thẳng về phía trước. Đây là, tẩm điện, chẳng lẽ là địa phương năm đó Khổng Sư cư trú qua. Trên bảng hiệu viết hai chữ tẩm điện, nói cách khác, đây là chỗ năm đó Khổng Sư cư trú. Lão sư, đại điện đã mở ra, chúng ta nhanh vào đi. Trương Huyền nhìn về phía trước, quả nhiên thấy đại môn tẩm điện đã mở ra, chỉ còn lại có phong ấn ở bên ngoài, hiển nhiên đã có người tiến vào trong. Đi, lấy ra tiểu phù phù, chiếu xạ ở trên người, hai người thẳng tắp xông tới. Giống như lần trước, người khác không có chuyển thế thiên phù, hoặc thể chất đặc thù đối ứng là vào không được, nhưng hắn mượn tiểu phù phù, ung dung tiến vào bên trong, không có một chút trắc trở. Chương 3309, gặp lại Lạc Thất Thất 2. Cung điện cùng đại thành điện lúc trước hoàn toàn khác biệt, cực kỳ đơn giản, nếu như không phải nhìn thấy bên ngoài viết tẩm điện, sẽ nghi ngờ có phải thật hay không. Nơi này cực kỳ mênh mông, hầu như vật phẩm gì cũng không có, chỉ có một cái giường, bày ở tận cùng bên trong đại điện. Không có phù văn, không có hội họa, không có pho tượng. Toàn bộ tẩm điện sạch sẽ như giấy trắng.
đây là chỗ ở của Khổng sư. Đôi mắt thanh tú của Triệu Nhã trợn tròn. Dường như ngay cả nàng cũng không tin. Khổng sư, môn hạ đệ tử 3000, cổ thánh liền có 72 vị, vạn thế chi sư bồi dưỡng được vô số cường giả, hoàn cảnh cư trú lại mộc mạc như thế. Khổng sư, là chân chính không màng danh lợi. Trương Huyền cảm xúc một tiếng, nhìn lại bốn phía. Giống như thế giới khí độc lúc trước, tất cả bố cục nơi này đều lộ ra tự nhiên, tiến vào bên trong, làm cho lòng người sảng khoái, không có một chút lo âu. Ở loại địa phương này tu dưỡng, tâm cảnh tăng lên tuyệt đối có trợ giúp thật lớn. Cửa mở ra, đám người Ngụy Như Yên khẳng định đã đi vào, chỉ là người ở nơi nào? Triệu Nhã cũng nghi ngờ nhìn bốn phía. Trong đại điện trống rỗng, chỉ có hai người bọn họ, cửa phía ngoài mở rộng, dựa theo tình huống bình thường, hẳn là tới không ít người, làm sao một chút tung tích cũng không có. Rầm rầm rầm. Đang nghi ngờ, lập tức cảm thấy phía trước có linh khí khuấy động. Hẳn là ở phía trước. Cảm giác ra khí tức ở phía trước truyền đến, Trương Huyền vội vã tiến lên, dọc theo cửa bên đi ra ngoài. Mới vừa vào cửa, lập tức cảm thấy một cỗ chân khí nồng đậm cuốn tới đè hai người, không khỏi lắc lư hai lần. Đằng sau tẩm điện là hậu hoa viên, hiện tại bọn họ tiến vào chính là nơi này. Bồ đề quả phía trên, chúng ta đã định, còn xin về đi. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Đồ tốt người người đều muốn, chúng ta có thể lý giải, nhưng những vật này, là chúng ta tiêu phí tâm huyết đạt được, không có khả năng cho người khác. Thiên tài địa bảo, người có đức chiếm lấy, chúng ta sớm chuẩn bị, bảo vật tự nhiên về chúng ta. Trương Huyền theo thanh âm nhìn lại, phía trước có hai nhóm người giằng co. Bên tay phải đại khái 10 người, Ngụy Như Yên ngay ở trong đó, 9 người còn lại quần áo tương đồng, chính là trang phục đặc thù của chư tử Bách Gia. Bên tay trái chỉ có một, yên tĩnh đứng tại chỗ, phía trước có một viên châu quay tròn. Tĩnh Không Châu, lại là Lạc Thất Thất đã lâu không gặp. Trương Sư, nhìn thấy hai người đi tới, hai bên lập tức ngừng lại, ánh mắt Lạc Thất Thất sáng lên. Trương Huyền đầu đáp lại một tiếng, nhìn về phía đám người chư tử Bách Gia. Lúc này Ngụy Như Yên như Triệu Nhã lúc trước, giống như không thấy được hắn, đang hai tay đẩy về phía trước, ở chỗ không xa, một cây thánh vực bồ đề thụ yên tĩnh đứng sừng sững, mấy cái trái cây ở dưới chân khí của nàng cung cấp, dần dần trở nên đỏ tươi, bất cứ lúc nào cũng sẽ trưởng thành. Đây không phải thánh vực bồ đề thụ bình thường, mà đạt tới đại thánh. Thấy hắn nghi ngờ, Lạc Thất Thất đi tới trước mặt nói. Không giống cây ở Hồng Viễn Đế Quốc, phía trên kết trái cây, sau khi dùng, có thể để tâm cảnh người ta tăng lên, tăng thêm 30% cơ hội phá tan bình chướng. Đạt tới cổ thánh, có thể khiến tâm cảnh người ta đột phá cổ thánh. Trương Huyền sững sờ, ngay sau đó ngạc nhiên. Tâm cảnh khó tu luyện nhất, hắn đã có lĩnh giáo rất sâu. Đổi lại chân khí, thân thể, vu hồn, chỉ cần nắm giữ công pháp, hoàn toàn có thể xung kích đến cảnh giới chí cao, mà tâm cảnh không làm được. Đã mấy ngày, cũng mới từ 28.1. xung kích đến 29.99, cách cổ thánh 30, không, còn là kém một chút. Đừng xem chỉ có 0.01, nhưng muốn bước ra, lại không biết phải hao phí bao nhiêu tâm huyết. Thứ này có thể giúp người đột phá, chẳng phải đại biểu, cổ thánh cũng không khó như vậy, dễ như trở bàn tay. Chương 3310, Bồ Đề Quả 1. Đúng vậy, nếu không bọn họ cũng không có khả năng để tâm như thế, thậm chí bắt Ngụy Như Yên. Lạc Thất Thất gật đầu. Trương Huyền híp mắt lại. Không thể không nói, chư tử Bách Gia so với danh sư đường, hiểu rõ Khổng Miếu hơn rất nhiều. Tứ quý đồ ẩn chứa cổ thánh lực, giờ phút này bồ đề quả có thể làm cho người đột phá tâm cảnh. Bọn họ dường như sớm đã nghiên cứu Khổng Miếu triệt để, hơn nữa chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Ầm ầm, chân khí của Ngụy Như Yên không ngừng truyền vào, bồ đề quả lay động, tản mát ra mùi thơm nồng nặc. Trái cây, trưởng thành. Hô, vẻ mặt của Ngụy Như Yên trở nên trắng, miệng lớn thở hổn hển. Hiển nhiên thôi thúc những trái cây này trưởng thành, để nàng tiêu hao rất nhiều. Ngụy Như Yên, Triệu Nhã vội vàng truyền âm qua. Triệu Nhã sư tỷ, Ngụy Như Yên từ trạng thái đóng chặt lục thức khôi phục lại, ngay sau đó thấy được hai người, con mắt nhìn không được sáng lên. Lão sư, thấy nàng quả nhiên không có việc gì, thực lực dường như có chút tăng lên, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Lão sư, không nghĩ tới gặp được lão sư ở đây, Ngụy Như Yên vội vàng đi tới, còn chưa đi mấy bước, liền bị một thanh niên chặn lại.
ngươi vẫn chưa thể đi qua, trước tiên hái bồ đề quả xuống lại nói. Ngụy Như Yên nhướng mày. Tránh ra. Đừng quên, ngươi đáp ứng qua chúng ta cái gì? Thanh niên sầm mặt lại. Ngươi uy hiếp ta. Ngụy Như Yên sững sờ, đang muốn nổi giận, liền nghe thanh âm của lão sư vang lên. Thế nào, trái cây trưởng thành cũng lấy không xuống, còn muốn học trò ta hỗ trợ. Như Yên, tới. Mặc kệ vẻ mặt của người chư tử bách ra, Trương Huyền nhìn qua. Dạ. Thân thể mềm mại vụt qua, Ngụy Như Yên vòng qua thanh niên đi tới. Ngươi là lão sư của Ngụy cô nương, Trương Huyền. Thanh niên nhướng mày, trên mặt không vui. Là ta. Trương Huyền gật đầu. Đến rất đúng lúc, Ngụy cô nương đã nghe lời ngươi, vậy liền để nàng hái trái cây xuống, tất cả 6 cái, có thể cho các ngươi một cái làm ban thưởng. Thanh niên nói. Chỉ cho Ngụy Như Yên một cái. Trương Huyền sửng sốt, giống như nghe lầm. Không sai. Thanh niên gật đầu. Còn lại 5 cái, chư tử bách ra hữu dụng, nhất định phải lấy về, có thể cho các ngươi một cái, cũng là nể tình nàng vất vả. Làm sao, không muốn, ta có thể thay thế thành vật phẩm khác. Thay thế. Nghe đối phương vinh váo tự đắc như vậy, Trương Huyền dở khóc dở cười. Các ngươi đã biết Như Yên vất vả, vậy ta liền nói câu công bằng đi. Mời nói. Các ngươi có thể đi vào nơi này, là bởi vì thể chất đặc thù của Ngụy Như Yên a. Đúng. Bồ đề quả trước mắt, có thể trưởng thành, cũng là bởi vì chân khí của nàng thôi thúc. Không sai. Vậy thì đơn giản, các ngươi một chút tác dụng cũng không có, 6 trái cây, toàn bộ về Như Yên, cái này còn có gì có thể tranh. Tốt rồi, Như Yên, đi qua hái xuống, thu tất cả. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 136.